Lời đầu tiên cho phép chánh định được kính lời vấn an sức khỏe đến chư tôn hòa thượng chứng minh, đại đức trụ trì cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Thiên Phước lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính bạch trên quý hòa thượng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng tôi về với chùa Thiên Phước để gặp gỡ và chia sẻ Phật Pháp đến toàn thể quý vị. Chủ đề hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ đó là đừng coi thường phiền não. Trước tiên chúng tôi xin định nghĩa phiền não là gì? Phiền não định nghĩa một cách rốt ráo đó là tham sân si ở trong tâm mỗi con người chúng ta. Từ tham sân si nó sanh ra nhiều cái phiền não khác mà chúng ta thường gọi là khổ đau. Nói về khổ đau thì trong bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy có bốn cái sự thật trên thế gian này. Sự thật thứ nhất hay là chân lý thứ nhất được gọi là khổ đế. Thế nào là khổ đế? Này chư tỳ khu, cha Tí Bế Đúc Kha sanh là khổ. Cha ra Tí Bế Đúc Kha già là khổ. Marana Tí Bế Đúc Kha chết là khổ. Áp gia Tí Bế Đúc Kha bệnh là khổ. Cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ. Nói tóm lại chấp năm quẩn này là khổ. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong những cái khổ gốc như sanh, già, bệnh, chết mà chúng ta thường khổ nhất là gì quý vị biết không? Cầu bắt đắc, tức là muốn mà không được, nên sanh ra cái tâm khó chịu, buồn bực, khổ đau. Hoặc là chúng ta thương phải xa, mình thương ai đó mình phải chia ly, cách biệt, cho nên nó cũng gây cho mình một cái sự khó chịu, buồn bực, khổ đau. Lại nữa ghét phải gần, mình không ưa cái người đó mà do duyên nghiệp mà phải tiếp xúc và gần gũi, nó cũng gây cho mình một cái sự bực bội, khổ đau. Không biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì mà kiếp này phải gần cái người này, mà ngày nào cũng gây cho mình cái sự đau khổ hết. Có người mình gặp mình thấy an vui, hoan hỷ, nhẹ nhàng, an lạc, thanh thản. Có người mình gặp thấy nó nặng nề, bực bội, khó chịu, làm cho mình không có vui, gọi là ghét phải gần. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là gì? Chúng ta chấp cái thân này là của mình. Vì chúng ta chấp cái thân này là của mình cho nên chúng ta mới chấp cái có của mình. Con ta tài sản đây là, người ngu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Thường mình chấp là có cái mình thì đương nhiên mới có cái của mình. Con tôi, chồng tôi, vợ tôi, tiền của tôi, nhà cửa của tôi, đất đai của tôi, bạn bè của tôi, công ăn việc làm của tôi, vân vân là vân vân. Hãy ai đụng đến cái tôi là chúng tôi mình thấy khó chịu. Đó là chúng tôi đang nói đến cái khổ, gọi là cái khổ gốc, sanh ra muôn ngàn bao nhiêu cái khổ ngọn. Chính vì vậy mà trước khi Đức Phật ra đời, có nhiều bà la môn họ quan niệm cái khổ của con người là do đâu. Vị đạo bà la môn họ thờ một cái vị trời Phạm Thiên, họ cho đây là đấng sáng tạo hay là tạo hóa ra cái vũ trụ này, cho nên họ mới đổ thừa rằng là do đấng sáng tạo tạo ra cho mình khổ, cho nên mình mới bị khổ. Mà trong cái tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du nó ảnh hưởng đến cái tư tưởng này, cho nên mới có câu là bắt phong trần phải phong trần,
cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nghĩa là do cái bề trên đó, đấng sáng tạo, họ tạo ra mình, họ tạo ra mình một cái hoàn cảnh, một con người phải khổ, cho nên mình mới chịu khổ. Họ tạo ra hoàn cảnh một con người thuận lợi và sung sướng thì người đó mới được sung sướng. Đó là cái quan niệm thứ nhất trước khi Đức Phật ra đời. Theo quý vị thấy cái quan niệm này đúng không? Đúng ạ. Đúng là đúng với Bà La Môn, chứ không phải đúng với Đạo Phật. Tại lúc này Đức Phật chưa ra đời. Nhưng một số vị Bà La Môn khác thì họ lại phủ nhận. Họ nói không phải đấng sáng tạo, mà là do nghiệp báo. Đời trước mình gieo nhiều cái ác nghiệp quá, tạo nhiều cái điều không lành, nhân ác, cho nên kiếp này gặt cái quả bị khổ, khổ đau. Theo quý vị quan niệm thứ hai này đúng không? Không biết đúng không, cái nghe cái vỗ tay à. Đúng không? Không sai, đúng mà đúng với cái gì quý vị? Đúng với cái định lý nhân quả nghiệp báo. Tức là gieo giống nào thì gặt quả, quả nấy. Đúng không? Trồng dưa được dưa, trồng đậu thì được, được đậu. Nhân lành cho quả vui, nhân ác cho quả khổ. Đó là đúng với cái định lý nhân quả nghiệp báo nghe. Quý vị nghe cho kỹ, đây là đúng với cái định lý đó. Tức là nó có một cái định lý. Định lý là giống như định lý toán học vậy đó. 1 cộng với 1 là 2, mà 2 cộng với 2 là 4. Nó là một cái định lý toán học. Giống như khi bạn đâm đầu vào tường thì cái độ cao của khối u á, nó tỷ lệ thuận với độ ngu khối óc. Nó ná ná vậy đó. Tức là mình ngu bao nhiêu thì mình đâm đầu vô đó mạnh bao nhiêu thì cái đầu mình nó sưng lớn bao nhiêu. Mình đâm vô nhẹ thì nó sưng nhẹ, mà đâm vô mạnh thì nó sưng mạnh. Tạo nghiệp càng ác thì quả nó càng nặng, tạo nghiệp nhẹ thì quả nó nhẹ. Như vậy là đúng, mà đúng với cái định lý hay là đúng với cái triết lý nghiệp báo nhân quả. Nghe cho kỹ. Rồi có một số vị Bà La Môn khác họ lại không chấp nhận hai cái quan niệm thứ nhất và thứ hai. Họ lại cho rằng cái khổ con người là tự mình thấy khổ là nó khổ, mà tự mình thấy vui là nó vui. Tức là họ quan niệm là do cái cảm nhận, cái thái độ của mình tiếp xúc với cái hoàn cảnh. Nếu như thái độ của mình mà tiếp xúc với hoàn cảnh đó mình thấy vui là vui. Giống như nhiều khi mình dằn nắng dầm mưa nhưng mà mình canh tác, mình trồng trọt, hoặc là cơn mưa này là nó giúp cho cái mùa màng của mình nó có lợi thì mình thấy nó vui, mặc dù mình dầm mưa. Nhưng mà đi ăn đám cưới hay đi ăn tiệc tùng mặc áo mới mà bị mắc cơn mưa mình thấy nó không vui. Như vậy thì có những người họ lại quan niệm rằng là do tâm của con người, cái thái độ của con người tiếp xúc với hoàn cảnh là vui hay là buồn. Giống như một người thanh niên đang yêu một cô gái, người thanh niên này rất là săn đón cô gái đó. Ví dụ như cô gái làm công ty hay đi học, người thanh niên này có thể đứng chờ hàng giờ đồng hồ để được đón cô gái. Người khác nhìn vào thấy chàng thanh niên này khổ quá, nhưng mà hỏi chàng thanh niên này có khổ hay không thì chàng thanh niên trả lời ra không có khổ, mà anh ta cảm thấy rất là vui. Như vậy thì cái người khác nhìn vào thấy chàng thanh niên này tội quá đi. Cụ thể như người mẹ của chàng thanh niên này nói, con ơi con ngu gì mà con ngu dữ vậy. Đó là con gái thì phải là con tiên không, con từng khổ chi dữ vậy. Nhưng mà chàng thanh niên nói mẹ con cảm thấy con rất là vui. Như vậy thì có cái quan điểm thứ ba, họ cho rằng là cái khổ này không phải là thần linh tối cao ban thưởng cho mình, ban phạt cho mình, ban thưởng hay phạt mình, cũng không phải là do nhân quả nghiệp báo, mà là do cái thái độ cảm nhận của từng người. Ví dụ như hôm nay quý vị đến đây, quý vị ngồi một hàng giờ đồng hồ cái kém thì có một số người cảm thấy rất là bận rộn,
người mà họ có cái tinh thần mến pháp, ưa thích nghe pháp, muốn học hỏi thì thấy rất là vui, cũng mệt mỏi vậy. Nhưng mà song song đó có những đứa con, những người phật tử mà đi chùa theo cái dạng là buộc phải đi, mẹ biểu đi, đến đây nó ngồi nó nghe nó không thấy cái gì là vui. Nói mẹ ơi, con vô chùa sao con nghe kinh cái cãi, con thấy con mệt. Mà con ra quán cà phê con ngồi con nghe nhạc con thấy nó thư giãn. Mà cái trường hợp này có. Trong hội trường của chúng ta, ví dụ như những người nào mà có cái tâm muốn học hỏi Phật Pháp, ưa thích nghe Pháp, cho nên thấy được các thầy giảng sư mà thuyết pháp quý vị tập trung hăng hái hoan hỷ, ngồi nghe không có thấy mệt mỏi. Nhưng mà số người là họ không ưa thích nghe pháp, họ nghe họ cảm thấy giả dụi, mệt mỏi, buồn ngủ, thấy chán. Như vậy thì cái hoàn cảnh thì như nhau, nhưng mà cái thái độ cảm nhận tiếp xúc cái hoàn cảnh đó hoàn toàn nó khác nhau. Cho nên cái quan điểm thứ ba, cái khổ là do con người mình cảm nhận. Nhiều khi cái niềm vui của người này nhưng mà nỗi khổ của người kia. Nhưng mà đôi lúc cái nỗi khổ của người này nhưng mà cái niềm vui của người kia. Ví dụ mình có ông chồng, ông chồng sao mà ổng tệ quá, sống mà không biết chăm lo gia đình, không biết thương vợ thương con. Mình thấy ổng quải muốn chết, lỡ cưới rồi không biết sao. Nhưng mà thưa với quý vị, với cái bà hàng xóm, bà coi ổng như vàng vàng đồng. Cái cô mà quen ổng sao đó, cưng ổng hơn cái gì. Nhưng mình thì nhiều khi mình thấy trời ơi, mình sợ muốn chết. Cũng ngược lại giống như vậy, những ông chồng mà có những bà vợ dữ quá, cho nên ông nhìn những bà vợ này ông quải muốn chết. Nhưng mà ông hàng xóm nhìn qua đâu có quải. Cho nên ngoài đời nó có một câu hơi vui nha. Này chúng tôi đang nói ý vui thôi. Vợ là con muội của ta, nhưng là đặc sản của ông cha láng giềng. Cũng là cái câu vợ đó. Nhưng mà đối với ông chồng thì ông thấy bình thường. Nhưng mà cái ông hàng xóm nhìn qua thì ông coi đây là đặc sản cao quý. Nhưng mà vợ thì phải gặp ông chồng thì phải giữ cằn nhằn cử nhử. Bà thương thì bà mới ghen, bà ghen thì bà mới cằn nhằn, bà rầy rà, bà la lối. Biết là có ông chồng ông làm cái bài thơ, ông tặng bà vợ. Ông nói, vợ tôi nó giữ như chằn, hèn chi lúc trước chẳng thằng nào thương, mới quen cũng thấy bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Chắc tại hồi đó tôi đuôi, hay là tại số tôi xui không chừng. Nghĩ tới bực phát muốn khùng, tối ngày nhằn nhằn riết lùng bùng cái lỗ tai. Riết rồi cái mặt tôi chai, giả đò như điếc không hay biết gì. Thích nhằn thì cứ nhằn đi, ông không để ý làm chi cho phiền. Xin lỗi quý vị, chúng tôi xin mượn cái bài thơ này cái đoạn cuối. Cuối cùng ông chồng này ông mới lấy cái nghịch cảnh, ông coi bà vợ là một cái nghịch cảnh. Bà vợ này giữ như chằn mà, cái ông biến thành cái pháp môn tu. Ông tu là gì? Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, giữ tâm thanh tịnh cho mình bình an. Ông chọn cái phương pháp, ông chọn một phương pháp gọi là an ổn nhất là ông giữ cái sự yên lặng. Thích nhằn cứ nhằn đi, ông không để ý làm gì cho phiền. Thì cái đề tài hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là đừng coi thường phiền não. Cái ý này nó hay đấy. Như quý vị tu mà quý vị ngộ được cái ý của chúng tôi, cái đề tài chúng tôi chia sẻ này, thì quý vị ở mọi hoàn cảnh ở đâu quý vị cũng tu được. Trở lại cái ý mà chúng tôi đang nói là cái quan niệm thứ ba. Tại vì con người mình thấy khổ thì nó khổ, thấy vui thì nó vui. Đúng không? Theo quý vị thì quan niệm thứ ba đúng hay sai? Sai đúng. Đúng không? Đúng rồi, vỗ tay. Bởi vậy những cái vỗ tay của quý vị là vỗ tay giống như ta mời vỗ. Khi Đức Phật ra đời, nghe cho kỹ, khi Đức Phật ra đời Ngài phủ nhận hoàn toàn ba cái quan niệm này. Quý vị nghe thắc mắc, quan niệm thứ nhất là có đấng tạo hóa, tạo ra cho mình khổ thì mình phủ nhận.
đạo Phật không có cái chủ trương rằng là có một cái đấng sáng tạo, thần linh thượng đế có quyền năng sáng tạo. Nhưng mà quý vị sẽ bắt cái ý thứ hai và ý thứ ba là tại sao nhân quả nghiệp báo không đúng sao? Người ta kiếp trước ta không khéo tu, tạo nhiều cái ác nghiệp, những kiếp này người ta gặt cái quả, người ta mới đau khổ. Không đúng hay sao? Mà sao Đức Phật lại thủ, cũng nhận. Cho nên quý vị thắc mắc. Chút xíu nữa quý vị sẽ nghe rõ là cái ý này nó không sai. Nhưng mà tại vì mình là còn phàm phu, cho nên mình mới thấy cái quả ác nghiệp là khổ. Nhưng khi mình đã giác ngộ rồi, thì nghiệp nó chỉ là nghiệp mà thôi quý vị. Nó là cái quả bình thường, hãy mình gieo cái gì thì gặt. Mình gieo nhân lành thì gặt quả lành, mình gieo nhân ác thì gặt quả ác. Đó là một cái định lý đương nhiên bình thường. Nhưng mà tại con người mình chọn cái quả lành, mà mình ghét cái quả ác, cho nên đối với mình mà thấy cái khổ. Nhưng mình chỉ nghĩ đó là nghiệp thôi thì không bao giờ mình khổ. Tại vì mình gieo cái gì thì gặt. Mình trồng dưa thì mình gặt dưa, trồng đậu thì mình gặt đậu. Đằng này mình trồng dưa mà đâu gặt đậu không, thì mình mới khổ. Vậy là cái khổ này là do ai? Do mình. Chứ nhân quả nghiệp báo nó không có làm cho mình khổ. Thí dụ, một cách đơn giản, kiếp này mình bị người ta chửi đi, mình bị người ta chửi, thì mình có thể là cho rằng kiếp trước chắc mình cũng chửi người ta. Nói đơn na là mình suy luận theo nhân quả nghiệp báo, gieo nhân gì gặp quả đó, chắc kiếp trước mình cũng chửi người ta dữ lắm. Trên kiếp này sao mà đi đâu cũng động người ta chửi mình. Cái mình thấy nó khổ. Bây giờ chúng tôi xin được hỏi quý vị, Đức Phật có bị người ta chửi không? Ngài có khổ không? Có khổ không? Khổ hả? Phật hết khổ rồi. Phật không còn khổ. Phật đã giác ngộ rồi. Phật có bị người ta chửi dữ lắm. Mình có bị người ta chửi không? Mình có khổ không? Chẳng những mình khổ mà mình chửi lại. Phật thì không khổ làm thinh, còn mình khổ chửi lại. Cái khác nhau cho đó. Như vậy thì mình và Đức Phật nó khác nhau ở cái là mình là chưa giác ngộ. Chứ nếu mình đã giác ngộ rồi thì mình biết đó là cái nghiệp của mình, thì mình không có khổ. Giống như mình trồng đậu thì mình gặt đậu thôi, đúng không? Mình có gieo thì có quả. Đơn giản vậy thì mình sẽ không có khổ. Đằng này mình không hiểu được, cho nên mình mới cảm thấy nó khổ. Đức Phật này tuyên bố thưa với quý vị rằng nguyên nhân sanh ra sự khổ, nghe cho rõ, không phải là đấng tạo hóa bắt mình khổ, không phải nghiệp ác gây cho mình khổ, không phải mình cảm thấy khổ là khổ, mà là do mình còn tham cho nên mình còn khổ. Nguyên nhân sanh ra sự khổ của chúng sanh đó là tham, tham ác. Hãy tham nhiều thì khổ nhiều. Có nghe chưa? Tham ít thì khổ, mà hết tham thì hết khổ. Bây giờ xin làm một cái trắc nghiệm nhỏ. Mình thì ở đây thì không ai hết tham. Đúng không? Kể cả chúng tôi giữ quý vị ai cũng còn tham. Chắc chắn một điều gì. Tại vì mình đủ thứ tham. Bây giờ chúng ta chỉ còn có hai. Một là tham ít, hai là tham nhiều. Đúng không? Bây giờ chúng tôi xin hỏi đây, ai tham nhiều đâu? Xem ru rồi. Đâu có sao đâu, thì mình tham thôi, không có cái gì đâu mà mình tham. Ai tham nhiều đâu? Không ai dám nhận á hả? Bây giờ mình trước Tam Bảo thì mình có thật thà. Ở trong kinh dạy rất hay. Đừng sợ tham sân sanh khởi. Chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân thôi. Bây giờ mình nhận diện được cái tham thì mình nên mừng. Mình tham nhiều thì giơ tay mình nói tôi tham nhiều. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền. Ham khen, ham đẹp. U phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc khỏi vào chùa ăn. Như vậy bây giờ ham ăn, ham ngủ, ham tìm còn tham không? Còn nguyên. Ham khen, ham đẹp có không? Đó còn nguyên.
vậy. Năm ham này mình chưa có dứt, cho nên bây giờ mình mới ngồi ở trong chùa. Nếu mà năm ham này có gì dứt rồi thì khỏi cần vào chùa. Nó đơn giản vậy, không nào chùa. Tại vì mình đâu có khổ đâu mà vào chùa. Còn bây giờ quý vị vẫn còn khổ, đúng không? Còn tham thì còn khổ. Cho nên chúng tôi hỏi quý vị, ở đây ai tham nhiều mà quý vị im ru thì đồng nghĩa với quý vị chấp nhận mình là những người tham, tham nhiều. Đúng không? Có ai phản đối không? Mà hãy tham nhiều từ đó mình suy ra thì khổ nhiều. Cho nên tại sao mình khổ nhiều là vậy? Thì bây giờ mình tu làm sao cho mình bớt tham. Bớt tham đi. Sống một cách tự tại chút, cho nó bớt tham. Cái người Nhật họ có một cái nghệ thuật sống rất hay. Miệng nên ít nói, tự nhiên ít quả. Cái gì mới tập ít nói? Phải nói nhiều nó quả nhiều. Quả tùng khẩu sức. Nói ra thì dễ bị lầm lỗi, dễ bị quả tới mình. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Ăn ít chút đi. Phật chế các vị tu ăn ngày có mũi rồi. Ăn nhiều nó bệnh nhiều. Tại vì bệnh tùng khẩu nhập. Cái bệnh nó tự miệng mà vô. Bây giờ mình ít ăn thì ít bệnh. Nghe cho kỹ nha. Miệng nên ít nói, tự nhiên ít quả. Tịnh tâm bớt nói luôn là bớt nói. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo. Tại sao mình lo nhiều? Vì mình muốn nhiều. Muốn nhiều, ham nhiều thì lo. Lo nhiều, mà lo nhiều thì khổ nhiều. Mình á, tại sao cái từ Việt Nam mình nó hay lắm? Tại chúng tôi nói thiếu á. Mình phải nói cho đúng là lo âu. Lo nhiều quá thành âu luôn. Âu đây là gì quý vị? Âu sầu. Cho nên sầu là khổ. Do từ cái lo cho nên mình mới sanh ra cái khổ. Mà ta gọi là lo, là âu. Có nhiều người lo quá ra sợ luôn, thành lo sợ. Lo quá. Cho nên trong lòng ít muốn, nghe cho kỹ. Tự nhiên ít lo. Thân hình ít sự, tự nhiên ít khổ. Ít sự là gì? Đừng có ham làm quá. Mình làm nhiều quá, cái đầu tắt mặt tối, túi bụi rồi, không thấy mặt trời, mặt trăng đâu hết trơn. Khổ. Trời ơi, thân tôi cực quá. Làm dữ lắm. Tại vì cái lòng ham nó dẫn dắt mình phải làm. Đúng không? Mà mình làm nhiều thì khổ nhiều. Thân hình ít sự, tự nhiên ít khổ. Duyên đến thì nên kết. Mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn, làm sao không tự tại. Vậy là mình sống theo tùy duyên. Duyên nghiệp nó đến thì mình kết. Dù cho thiện duyên đến cũng kết, mà nghịch duyên đến cũng kết. Đó là nhân quả. Đúng không? Mà duyên hết thì nên buông. Cái duyên nó hết rồi thì đừng có dính mắc nữa. Của cải đã tự động ra đi là hết duyên với nó rồi. Ông chồng này ông đổi mũ ra đi là hết duyên rồi. Đúng không? Nhà cửa bạc vàng, thậm chí cái thân này một ngày nào đó nó cũng ra đi, nó cũng hết duyên rồi. Đúng không? Cái gì có chấp nhận với tôi là trần gian là chốn tạm nương mà. Cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân lại, rồi sẽ đi về chốn biển phương. Cái thân này mà nó hết duyên với mình rồi, cũng ra đi. Mình cũng ngậm ngùi chia tay nó ra đi. Cho nên duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn, làm sao không tự tại. Thì người con Phật hôm nay chúng ta phải tập sống tự tại. Tu theo Phật thì an nhiên tự tại. Dẫu thế nào tâm mãi an vui. Tùy duyên, tùy lúc, tùy nơi. Thực hành lời Phật, đời đời an vui. Bài pháp hôm nay chúng tôi giảng là đừng coi thường phiền não. Mà phiền não đây là nghịch cảnh. Nghịch cảnh đồng nghĩa với khổ đau. Mà khổ đau đồng nghĩa với những cái chướng duyên, những cái ác nghiệp nó trổ đến cho mình.
Thì người con Phật chúng ta phải nhận thức được rõ khổ đau. Để chi vậy? Đừng coi thường. Thì coi thường ở đây nó có hai cái nghĩa. Thứ nhất là mình khinh thường. Mình quá khinh thường tham sân si. Đức Phật ngài dạy những người tu Phật cần phải thu thúc lục căn, gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cũng giống như một ngôi nhà có sáu cái cửa, mình phải vô cùng cảnh giác và cẩn thận, đừng cho kẻ trộm đột nhập vào. Mà quý vị thử nghĩ, căn nhà mình có một cửa thôi, nhà thiệt của mình mà còn bị mất trộm rồi. Nếu mình sơ sức, căn nhà của quý vị nha, bữa nào mà sơ sức quên khóa cửa mất trộm rồi. Huống hồ chi Đức Phật ngài dạy chúng ta có một căn nhà mà sáu cửa, mà khổ cái mở tăng quát, mắt tai mũi lưỡi mình ngày nào cũng mở rồi. Mắt là một cái cửa, tai là một cửa, miệng là một cửa, mũi là một cửa, ngày nào mình cũng mở tăng quét. Mà mở ra đằng này mình không chịu canh nữa, không chịu coi cửa nhà mở mà không chịu coi nhà, thì quý vị nghĩ dễ mắc ăn trộm dễ vô không? Ăn trộm rất dễ vô. Mà chúng tôi không nói ăn trộm nó vô, nói đằng này mình chẳng những không biết đó là ăn trộm, mình nó mời nó vào. Mình mời ăn trộm vô nha, cũng ghê đấy. Mình mời ăn trộm vô rồi mình cho nó nhập hộ khẩu, nó trở thành người thường trú trong căn nhà. Tham sân si là ăn trộm, phiền não khổ đau là ăn trộm. Nó vô trong bụng mình, vô trong người mình, trong nhà mình, mà mình cho nhập hộ khẩu luôn rồi. Bây giờ đuổi đi, kêu đừng có tham, nó không chịu. Kêu đừng có sân, nó không chịu. Nó vô trong nhà mình ở rồi, mà nó trở thành chủ nhân luôn. Mình trở thành kẻ nô lệ. Cho nên cuộc đời này Đức Phật dạy là thiếu thốn, lúc nào cũng thấy thiếu. Bất mãn, hãy thiếu thì mong cầu, mà mong cầu không được thì bất mãn. Cuối cùng là nô lệ cho tham ái. Như vậy thì mình là kẻ nô lệ cho cái lòng tham của mình, mà lòng tham của mình là người ăn trộm. Mình là chủ. Mình đi mời thằng ăn trộm vô cho nhập hộ khẩu, đưa lên làm chủ nhà. Ngày nào mình cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của người ăn trộm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải cảnh giác, thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, đừng có coi thường mấy cái này. Nhớ nha, khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý suy nghĩ, những nguyên nhân gì làm cho tham ái khởi lên, thì hãy khắc phục và chế ngự những nguyên nhân đó. Đó mới là cái người có chánh niệm tỉnh giác, hay chúng tôi tạm gọi là cái người không coi thường phiền não, mà phải cảnh giác đối với phiền não. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý là gì? Lỡ bây giờ phiền não vô rồi, phiền não nó nhập vô người mình rồi, trong người ai vậy đầy phiền não? Thấy vậy đó, hiền đụng vô đi biết. Sân si đùng đùng nổi lên. Thấy vậy đụng vô đi biết, tham tùm lum. Giờ thấy ngồi tươi cười lum vậy đó. Nhưng mà chút xíu nữa đi về nhà là đủ thứ chuyện. Giống như người ta nói, lên chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn, lu bu quên liền. Mình là vậy đó. Lên chùa cốt để tâm yên, vừa ra khỏi cổng u phiền bủa quạch. Thấy không? Phiền não nào? Thấy nó vậy đó, mà phiền não đầy đó. Lên chùa cốt để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than cắt đời. Quá đúng. Chút xíu nữa ra ngoài sân vườn cái đầu ngồi kể lễ ấy. Than gì chuyện kia. Lên chùa dễ lắm ai ơi, khó là nhặt được thảnh thơi mang về. Lên chùa thì dễ, từ nhà ráng đạp xe đạp hay là đi xe Honda hay là nhờ bạn bè đưa tới chùa. Nhưng mà khó cái là mình là sao mình nhặt được tâm của mình nó thảnh thơi để mang về. Khó là khó lắm. Cho nên nhìn xuống đây thì mình thấy ai cũng bị phiền não. Thì bây giờ Đức Phật dạy, bây giờ phiền não nó đã nhập trong người mình rồi, gọi là tùy biến rồi, ngủ ngầm rồi. Ở đâu trong cái đáy tận lòng mình không biết.
Bây giờ hỏi quý vị có thấy sân không? Dạ không. Nhưng mà ai chọc thì biết. Giờ hỏi quý vị có thấy tham không? Dạ không. Nhưng mà thấy ai rớt vài cây vàng thì biết. Cái lòng tham của mình nó cái lòng tham của mình nó không có biết dừng. Có một câu chuyện này nghe kể nghe vui để biết cái lòng tham. Thường người ta nói mấy đứa nhỏ nó không có tham, chỉ có người lớn mình tham thôi. Cho nên bên Khổng Tử mới nói một câu là nhân chi sơ tánh bản thiện. Nhưng theo Phật giáo mình nó không phải vậy. Tham sân si nó ngủ ngầm ở trong người mình, thì nhỏ lớn vẫn tham. Ví dụ sáng sớm có đứa bé, nó ngồi bên cái lề đường nó khóc. Một người thanh niên tốt bụng thấy đứa bé khóc, mới hỏi tại sao con khóc. Đứa bé trả lời là hồi sáng á, mẹ con cho con một đồng ăn quà, con mê chơi đánh rơi mất, bây giờ con buồn con ngồi con khóc. Người thanh niên tốt bụng mới nói thôi con nín đi, chú sẽ cho con một đồng. Người thanh niên móc một đồng ra cho đứa bé. Đứa bé cầm một đồng trên tay, thay vì nó nín đằng này nó khóc lớn hơn nữa. Người thanh niên mới ngạc nhiên, nó con mất một đồng con buồn con khóc, bây giờ chú cho con một đồng rồi thì con phải nín chứ sao con khóc lớn hơn nữa. Đứa bé mới trả lời một cách rất rất hồn nhiên rằng phải chi hồi sáng đừng mất một đồng, bây giờ có hai đồng. Đúng không? Minh lệnh cái tâm của mình. Ông có ngày xưa ông bà mình nói là được voi đội rồi tiên. Nhưng mà thời nay quý vị biết người ta nói được tiên rồi đội tiên đẹp. Tiên là đẹp rồi, đúng không? Nhưng mà có người đội tiên đẹp. Trời ơi. Cho nên cái tâm của người mình là cái lòng tham gọi là không đáng. Chính vì vậy bây giờ chúng ta đừng coi thường. Mà bây giờ mình mượn cái phiền não này nè, làm một cái nghịch cảnh để mà tu. Ở đây nó có cái bài thơ: ai là người con Phật, phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn buồn giận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn bệnh hoạn sống theo cơn bệnh hoạn, lúc an nhàn sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhập. Mình có cái bệnh là mình hay trong đứng núi này trong núi nọ. Thường thì mình không cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã có, mà thích dòm ngó những cái nó khó thuộc về mình, cho nên mới khổ. Nhiều khi mình có hạnh phúc, cái phần ngày giải sanh làm người là một cái hạnh phúc, được làm người mà sống lâu có tuổi thọ là một cái hạnh phúc, rồi được nghe diệu pháp là một cái hạnh phúc, được vui gặp Phật ra đời là một cái điều hạnh phúc. Mà mình bây giờ mình có mấy cái này mà không thấy hạnh phúc, mình có cái hạnh phúc mà mình không thấy, mà mình thích dòm ngó cái hạnh phúc của người khác, mà hạnh phúc của người khác là khó thuộc về mình. Nhưng mà khi mình qua tới cái hạnh phúc bên kia rồi, mình thấy mình đâu có hạnh phúc đâu. Thường thì bị cái bệnh là đứng núi này mà trong núi nọ. Cho nên có cái bài thơ mà chúng tôi tình cờ đọc được thấy nó hay. Bài thơ nói như thế này là: mù tỏ lưu sơn sống triết gian, khi chưa đến đó hận muôn ngàn. Tức là câu đầu tiên là diễn tả một cái thắng cảnh cực đẹp. Mây mù ở cái núi Lô Sơn, và có cái dòng thác hay dòng sông, dòng suối của Triết Giang đẹp. Ở Triết Giang nó có cái tả mỗi cảnh rất là hữu tình. Khi chưa đến đó thì hận muôn ngàn. Giống như mình nghe ai đồn ở đâu có cảnh đẹp mà mình chưa đi tức. Đến rồi thấy không là gì cả, đúng là mù tỏ Lô Sơn sống Triết Giang. Thì cái chữ mù thứ tư mới đúng là đuôi. Đúng là mình ngu thiệt. Mù là ngu, là đuôi. Mình mới nghe, mình cứ tưởng tượng, mình thấy nó đẹp, nhưng mà thật sự mình đến rồi thấy không có là gì. Ví dụ một cái đời thường khác, ví dụ đời sống vợ chồng, mình có một cái gia đình mình hạnh phúc mà mình không thấy. Có vợ có con rồi, có chồng có con rồi, không thấy. Dồn qua cái bên kia thấy bên kia chắc hạnh phúc hơn. Nhìn cái bà vợ bên kia thấy hạnh phúc hơn, ông chồng bên kia hạnh phúc hơn. Nhưng mà khi mà qua gặp ổng rồi thấy có hạnh phúc gì đâu. Khổ đau hơn thì có chứ làm sao mà hạnh phúc. Cho nên cái người con Phật của chúng ta là phải lấy cái nghịch cảnh để làm một cái
bể phóng, để mà chúng ta tiếp tục gặp nghịch cảnh không sợ. Bởi người ta thường nói rằng đó là không khổ đau lấy gì làm chất liệu, không buồn thương sao hiểu chuyện con người. Nhờ có khổ đau thì mình mới có chất liệu mình không? Phiền não tức bồ đề. Muốn thành công phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn. Đem đau thương để tôi luyện tâm hồn. Một lần ngã để bao lần vững bước. Vững tay lái cho thiền con vượt biển. Chắc tay cương cho ngựa nhỏ ban ngàn. Qua khổ ải, qua khó khăn với khổ ải lòng than. Ta tin tưởng một ngày mai tươi sáng. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Cho nên bây giờ mình là người tu rồi. Mình là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật là dòng họ Sắc Giá. Đúng không? Là dòng họ chiến sĩ. Mà chiến sĩ thì mình không bao giờ sợ khó khăn nghịch cảnh. Mà đôi khi khó khăn nghịch cảnh là mình còn phải thích thú nữa. Để mà mình tôi luyện tâm tu của mình. Nghịch cảnh để mình vượt qua được. Gặp người mạ lị chớ phiền. Hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Như vậy thì bây giờ mình không sợ nghiệp chướng nữa. Không sợ cái quả xấu. Cái quả xấu là của mình gieo mà đâu sợ. Mình nên sợ cái nhân mà không nên sợ cái quả. Cái quả là đương nhiên mình phải gặp. Bây giờ không sợ. Quả lành hay là quả xấu đều là quả của mình. Đậu hay là dưa gì cũng là của mình. Chứ bây giờ tự nhiên mình gieo, cả hai. Nghiệp thiện cũng gieo, nghiệp ác cũng gieo. Mà đến gặt cái đòi gặt quả lành không sao được. Cái này rõ ràng là phi lý. Cho nên bây giờ mình hiểu rồi. Gặp người mạ lị chớ phiền. Ta mạ lị mình ngày xưa buồn lắm. Ta chửi mình buồn lắm. Bây giờ khác. Hãy mừng vì gặp khổ duyên để hạnh. Là quý vị thấy nhẹ liền. Giờ ra đường mà lỡ ai chửi mình thì quý vị mừng hay là buồn? Buồn hay mừng? Đó. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải giác ngộ được, phải mừng. Phải mừng. Bởi vì mình buồn nó không có hay. Mình buồn là mình khổ. Mà nhiều khi mình buồn cái mình gây nghiệp lại. Giống Đức Phật ngày cũng bị người ta mạ lị chửi mắng vậy. Mà ngày sao? Im lặng. Ngài im lặng thương cho cái chúng sanh đó. Đúng không? Còn mình cũng vậy. Bây giờ mình tập làm Phật, để tử Phật mà. Người ta chửi mình thì mình cũng im lặng. Mà thương cho cái người đó. Thương nổi không? Mình là con Phật thì là chiến sĩ. Mà chiến sĩ thì phải ra chiến trường mà chiến thắng với ma. Ma quân. Ma quân ở đây là ma quân phiền não. Đúng không? Ai mà sân si lên thì đệ tử của ác ma rồi. Mà ai mà từ bi hỷ xả mà đệ tử của Đức Phật. Cho nên mình muốn làm đệ tử Đức Phật hay đệ tử của ác ma. Tại đi với Phật thì mặc áo cà sa. Mà đi với ma thì mặc áo giấy. Đi với chồng thì mặc áo đạo. Mà đi với thầy thì mặc áo tràng. Quý vị muốn mặc áo nào quý vị mặc. Thấy quý vị mặc áo tràng là chắc đi theo quý thầy. Còn một cô nào mặc áo đạo là biết đi với chồng rồi. Đi chồng mà đám cưới mặc áo tràng thì ông chửi chết. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu. Không buồn thương sao hiểu chuyện con người. Không đau buồn làm sao thi dĩ quá. Không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Quý vị biết mấy ông mà thi sĩ, nhà văn, nhà thơ. Mấy ông xuất thân từ những cái hoàn cảnh đau buồn không? Thì mấy ông mới có được những cái tác phẩm văn chương tiểu thuyết cực hay. Thường mấy ông nhạc sĩ mới có tâm sự nữa, nhất là những cái bài nhạc nổi tiếng. Cho nên là không đau buồn làm sao thi dĩ quá. Không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Không khó khăn sao biết đời vinh nhục. Không cơ cực sao biết nghĩa gian nan. Không yêu thương sao biết sầu ly biệt. Không hiếu thảo sao biết đạo lòng lùi. Cho nên mình phải cảm ơn nghịch cảnh. Cảm ơn khó khăn. Nhờ nghịch cảnh khó khăn cho nên ta mới tiến tu được. Miệng đời dù có ác ôn, nhưng nhờ có nó ta khôn hơn nhiều. Những cái lời mà họ trách móc mình,
chỉ trích mình, mắng nhiếc mình, mình phải cảm ơn. Gặp người bạn tốt thì cho bạn hạnh phúc, nhưng mà gặp người bạn xấu thì cho mình kinh nghiệm thôi. Nhờ đó mình có kinh nghiệm chứ không có gì rồi. Có đi qua cơn mưa mới biết thương ngày nắng, có đi qua trống vắng mới biết cần có nhau, có trải nghiệm nỗi đau mới biết cần chia sẻ, có âm thầm lặng lẽ mới biết quý bạn bè. Cho nên mình không có sợ nghịch cảnh nữa, mình không có sợ phiền não nữa. Người tu là mình phải đối diện với phiền, phiền não. Vì phiền não tức là bộ đề, ra đi tức thì trở về. Biển phiền não đó bồ đề khác chi, sanh là ký, tử là quy. Làm sao tránh khỏi sanh ly tử biệt? Cho nên cái sự mà chia ly, sầu khổ u não mà người đời mà vấp phải đó, thì mấy cái này đối với người tu chúng ta hãy thức tỉnh. Đức Phật dạy khổ đế cần phải liễu tri. Hãy nhận thức được cái khổ thì quý vị sẽ giác ngộ. Còn người nào mà không nhận thức được cái khổ thì người đó khổ đau đại. Ai mà thấy được cái khổ thì người đó sẽ hết hết khổ. Thật sự cái khổ nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ khổ. Cái chết cũng vậy. Cái chết thật sự là không đáng sợ, tại vì ai cũng chết mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Lạc đường chúng ta không sợ, mà chỉ sợ mình không biết mình lạc đường thôi. Lạc đường thì ai cũng lạc. Nhưng sáng chúng tôi đi từ chùa đến đây cũng gì cũng lạc đường. Nhưng mà qua mình biết mình lạc đường nữa, quay về. Mình quay về mới tới chùa Thiên Phước. Giọng cái thứ mà không biết nha, điền hồi nữa ta Vĩnh Long. Cho nên người tu chúng ta phải giác ngộ điều này. Thôi thì thời gian nó đã hết rồi. À, chúng tôi chỉ được khoảng 45 phút. Chúng tôi giảng giờ thấy được hơn 45 phút rồi. Cho nên chúng tôi xin được tóm tắt cái nội dung chính của cái bài pháp hôm nay. Chúng tôi chia sẻ với quý vị, có tựa đề là quý vị. Tựa đề là gì? Đừng coi thường phiền não. Thì nó có hai cái góc nhìn. Cái góc nhìn thứ nhất, nếu như phiền não mà chưa sanh khởi thì mình phải cảnh giác, ngăn chặn đừng cho sanh khởi. Giống như trong kinh Đức Phật ngài dạy tứ chánh cần. Quý vị hiểu tứ chánh cần là gì không? Là thận cần, tu cần, trừ cần và bảo cần. Là tứ chánh cần. Thế nào là thận cần? Thận là phải cẩn thận. Tinh cần, tinh cần, nhiệt tâm, tinh tấn, cẩn thận. Những phiền não nào chưa sanh, đừng cho sanh khởi. Thận là thận, là cẩn thận. Tức là mình phải cảnh giác, đừng cho cái phiền não nào mà chưa sanh, đừng sanh khởi. Trừ cần là gì? Những phiền não nào đã sanh, mình phải nỗ lực tinh tấn để diệt trừ nó. Tu sanh diệt, gọi là trừ cần. Thận trừ tu cần là gì? Là những thiện pháp nào, những an lạc nào mà đã sanh thì cần phải tu bỏ. Ví dụ như khi mà mình đến chùa mình thấy an lạc thì mình cần phải trao dồi đến quẩn. Mỗi tháng thì mình đến, mỗi tháng cần phải tu hành để cho phước đức tăng lành tăng thêm. Ví dụ mình thấy mình an lạc được, đến chùa mình an lạc được một ngày an lạc thì mình phải tu cần, tức là tinh tấn tu bổ lộ và bảo cần, là phải gìn giữ những cái thiện pháp nào chưa sanh mà cho sanh khởi, bây giờ những thiện pháp đã sanh rồi phải gìn giữ. Như vậy thì mình tu theo tứ chánh cần là gì? Thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Có nghĩa là ý thứ nhất chúng tôi dạy, chúng tôi giảng cho bạn là đừng xem thường phiền não, là phải cẩn thận, đừng cho phiền não nào chưa sanh không cho sanh khởi. Ý thứ hai là gì? Đã sanh rồi, hiểu không? Đã sanh rồi, giống như mình lỡ sanh vào chốn bụi hồng rồi thì xin đi hết một vòng cho xong. Đó, mình là cái dạng dạng cái gì vô lỡ rồi, lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng rồi, lỡ trơn rồi thì xin hãy sống đẹp lòng đôi bên. Chứ bây giờ vô đó mình con vợ dọn dầm lum hết trơn, sân si nó là sao mà chịu. Cho nên ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là lỡ rồi,
Giống như là mình lỡ sanh vào kiếp người rồi, nhân sinh. Cảm ơn đời đã cho ta sự sống, được làm người với đầy đủ lục căn, được yêu thương đồng cảm mỗi khi cần. Xin biết đủ sống đời không sân hận. Đó, cái điều đó có tư quan trọng. Cảm ơn đời đã cho ta lành lặn. Ở ngoài kia bao số phận không may, phải đương đầu với khốn khó từng ngày, họ vẫn sống và cảm ơn sự sống. Như vậy, cái ý thứ hai của chúng tôi là chúng ta mượn cái phiền não này để mà chúng ta phát sanh cái bồ đề. Nhờ nghịch cảnh này mình mới tiến tu. Mà thường là đa phần những người đi tu là khổ, gặp chuyện khổ mới vào chùa. Chồng bỏ, lỡ sự nghiệp công danh, làm ăn thất bại là mới vào chùa. Mà vào chùa rồi mình tu. Như vậy thì mình cảm ơn cái nghịch cảnh, mình cảm ơn cái điều chẳng lành đến với mình. Nhờ vậy mình mới tiếp đạt. Theo chúng tôi được biết, đa phần Phật tử vào chùa quy y là đa phần phải gặp một cái hữu sự nữa. Chẳng hạn trong nhà có ma chay, các thầy đấy làm lễ tụng niệm, từ đó mình đến chùa. Thương là gì? Hoặc là mình đang có bản thân mình xảy ra một cái gì biến cố trong cuộc đời của mình, mình cảm thấy buồn bã, đau khổ, mình mới vào chùa. Thì bây giờ quý vị biết không, người con Phật là phải thức cảnh thức thời, sống trong cơn buồn hận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích, mới cảm ơn cái hoàn cảnh. Cơn hoạn nạn sống sẽ hoạn nạn, lúc an nhàn sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong nỗi nọ làm chi cho nhọc. Cho nên bài giảng của tôi hôm nay là cái ý thứ hai là chúng ta cảm ơn phiền não, cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn khổ đau, nhờ có nó mà mình mới tu tiến lên được. Bài giảng đây xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, một lần nữa cho phép chánh định được nói lời niệm ân đến chư tôn hòa thượng Chứng Minh, đại đức trụ trì cũng như ban tổ chức cuộc lễ. Đặc biệt là cảm ơn toàn thể đạo tràng Phật tử, quý vị dành thời gian 1 giờ đồng hồ ngồi ở đây mà không ai đứng lên đi hết, chăm chú lắng nghe để chúng tôi chia sẻ Phật pháp. Buổi chia sẻ Phật pháp được thành công là nhờ quý vị rất là nhiều. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin tặng quý vị một câu. Người ta nói rằng một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Quý vị tự vỗ tay chúc mừng mình. Hôm nay quý vị nghe rất giỏi. Chúng tôi nhìn xuống, tôi thấy quý vị rất là tập trung, rất là chăm chú, mà tạo cái cảm giác cho chúng tôi cảm thấy hưng phấn. Chúng tôi mới giảng được cái bài giảng nó rành rạch, nó gút chiếc, nó rõ ràng, mang đến cho quý vị một thông điệp, nội dung của bài pháp cách chính chắn. Chúng tôi vô cùng cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành công như ý chỉ sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hỏi quý vị một câu nhỏ thôi. Ở trong nhà của chúng ta đó, chúng ta hiểu hết mấy người trong nhà chưa? Như vậy thì đâu có thương họ nổi. Đúng không? Tức là hiểu mới thương. Còn bây giờ mình không hiểu thì sao mình thương? Nên tôi bảo đảm, thầy bảo đảm quý vị một cách chắc chắn rằng quý vị chưa thương hết những người trong nhà của mình. Bởi vì mình chưa hiểu hết họ. Khi mình hiểu hết họ rồi á, thì mình sẽ thương. Cho nên chiều nay về nhà soi căn coi mấy người này là ai, ở đâu tới, vân vân, thì mình sẽ hiểu họ và mình sẽ thương họ ngay. Nên cái tựa đề của bài pháp này á, có hiểu thì mới có thương. Mà cái câu cuối cùng là hiểu càng sâu thương càng lớn. Mà hiểu hời hợt thì thương nhỏ, mà không hiểu thì không thương. Vậy đó. Thông thì mới cảm được, còn không thông thì không cảm được, cho nên gọi thông cảm. Đúng không? Có thông thì mới có cảm được chứ, còn chưa thông thì không có cảm được. Cho nên gọi là thông, thông cảm. Ở đây gọi là hiểu và thương. Hiểu và thương.
Cho yêu cầu của bài pháp này á, là chúng ta phải hiểu. Chúng ta hiểu Đức Phật, chúng ta mới thương Đức Phật. Còn mình không hiểu về Phật á, thì mình cũng thương Phật được. Học giả người Anh Fosborn nói rằng là the more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng yêu Đức Phật. Lâu rồi đó, I love you đó. Càng yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. The more I know him, càng hiểu về Đức Phật, con càng thương Đức Phật, con càng yêu Đức Phật. Mà càng yêu thương Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Nên cái bài pháp này nó mang tính chất là ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày chúng ta. Phải tìm hiểu, phải hiểu về người đó. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Mình thức đêm mới thấy đêm dài. Mà ở lâu với người nào đó mình mới hiểu họ được. Ở lâu mà với cái tâm của cái người tu mà thì mới hiểu được. Cho nên hiểu được thì mới thương được. Và cái tình thương này á, nó là tình thương bao la, giống như ánh sáng mặt trời mà tỏa xuống trần gian vậy. Nó không phải một cái tình thương nhỏ bé, eo hẹp, ích kỷ, mà là tình thương này giống ánh sáng mặt trời. Quý vị thấy ánh sáng mặt trời hay là bóng đèn này nó tỏa xuống đây thì nó tỏa đều hết. Người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người khỏe, người mạnh, người nam, người nữ, người trẻ, người già, thì ánh sáng mặt trời cũng cho đều hết. Cái tình thương của mình á, mà nó giống như ánh sáng mặt trời á, thì giống như vị Phạm Thiên, giống như Phật vậy đó. Trên cái tình thương của mình nó phải được nâng cấp lên từ một tình thương nhỏ bé mà nó phát triển thành một tình thương bao la giống như Phật vậy đó, thì lúc đó mình hạnh phúc. Thầy xin hỏi quý vị, mình ghét người ta đó thì mình khổ hay mình hạnh phúc? Hả? Mình thương người ta đó thì mình hạnh phúc hay mình đau khổ? Hạnh phúc. Còn mình ghét người ta đó mình đau khổ hay hạnh phúc? Đau khổ. Vậy ngu gì ghét chứ? Vậy ngu gì mình ghét chứ? Mình ghét người ta mình khổ chứ người ta đâu có khổ. Như ai ghét thầy thì cái người ghét thầy khổ chứ thầy đâu có khổ. Thầy cũng ăn ngủ bình thường, không có gì trở ngại, đúng không? Mình ghét cái ông chồng phản bội mình khổ hay là ông chồng mình khổ? Vậy ngu gì ghét làm chi? Đúng không? Đó, nó có gọi là gián bài lật ngửa. Gián bài lật ngửa tức là thầy chỉ cho gì thấy. Tại sao mình phải thương? Tại sao phải hiểu? Tại vì mình không hiểu thì mình không thương. Mà mình không thương, mình ghét thì mình khổ. Do đó mình phải hiểu và mình phải thương. Tại sao người ta phản bội mình? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp chắc mình cũng phản bội ai đó rồi. Hiểu, hiểu được cái nhân quả, tiền kiếp, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Hiểu được cái nhân quả, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Chắc là kiếp trước mình cũng có phản bội hay là cái gì đó, cho nên kiếp này người ta phản bội mình. Mình hiểu như vậy đó, mình thấy mình thương cái ông chồng phản bội của mình ngay. Thấy ông dễ thương liền, đúng không? Đó là cái nhân quả của mình. Cái thứ hai nữa, mình hiểu rằng là cái người chồng đó mắc nợ cái bà nội kia tiền kiếp, kiếp này phải trả, không trả không được. Nhân quả thì dứt khoát rõ ràng. Cho mình hiểu rằng là cái người chồng mình thương yêu này nè, kiếp trước á, đã mắc nợ cái người kia,
Cho nên kiếp này á, sống với mình 30 năm, 20 năm, rồi cuối cùng đội nón ra đi để về, để làm nô lệ cho cái bà nội đó. Sống với mình á, thì la mắng mình, mà về với người ta đó thì bị người ta la mắng. Thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp chứ, đúng không? Hiểu là thương liền. Thương liền, chiều nay về nhà mua quà tặng cho cái ông chồng phản bội liền. Bởi vì là làm được cái chuyện đó, vậy là con Phật đó, đúng không? Còn nếu không làm được chuyện đó là mình là con của ma rồi, đúng không? Vậy thôi à, ăn miếng trả miếng nè. Nhưng mà không, nahi vere na vera ni samanti da kutha cha nang avere na cha samanti sanammo sanantano. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Mình lấy cái lòng tình thương của mình á, cái lòng từ bi của mình á, để mình diệt cái hận thù. Chứ còn lấy cái hận thù mà diệt hận thù là không có. Đời này không bao giờ có. Hận thù thì nó giống như lửa, mà lửa gặp lửa thì nó cháy nhiều hơn nữa. Còn từ bi diệt hận thù á, giống như nước mà gặp lửa, giống như nước gặp lửa vậy. Cái đề tài này hay đó. Bởi vì hiểu rồi tự nhiên người mới nhẹ liền, giống như bong bóng nữa, bay từ chùa Quan Âm bay về nhà mình luôn. Còn không hiểu á hả, đi nó nặng dữ lắm. Giống như mấy cái ống cống nước mà nó nặng, đi không được, lăn cũng không nổi, đúng không? Còn nếu mình hiểu rồi, mình thương rồi đó, rồi mình tu được á, mình giải thoát được á, thì nó nhẹ giống như bong bóng vậy. Bay từ ở chùa Quan Âm này về nhà mình luôn, khỏe. Đó, cái đề tài này rất hay, hiểu và thương. Đúng ra đó thì phải đổi lại là hiểu thì thương, hiểu thì thương, hiểu thì mới thương, không hiểu thì không thương. Đức Phật ngài thuyết pháp, có năm ông thiện nam đến xin cầu Đức Phật thuyết pháp. Một ông á lăn ra ngủ, khò 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 khò. Một ông á là cào đất chơi, ngồi cào đất vậy nè. Nhưng mà Đức Phật thuyết trong rừng á. Một ông rung cây. Một ông á là nhìn cái bầu trời. Một ông á là chú tâm nghe Đức Phật thuyết pháp. Năm ông nghe pháp, thì một ông á là ngủ, lăn ra ngủ, dựa gốc cột ngủ. Có người ông này ông nằm xuống ngủ luôn. Một ông á là rung cây. Một ông là cào đất chơi. Một ông là nhìn bầu trời. Một ông nữa đó là chú ý nghe Đức Phật thuyết pháp. Ngài Ananda, ngài đứng kế bên ngài quạt hầu Đức Phật á, thì giả mà. Ngài thấy vậy ngài khó chịu. Đức Phật thuyết pháp mà sao người ta không chịu nghe à? Kỳ quá à. Thì nhưng mà lúc đó chỉ nghĩ trong tâm thôi, chứ lúc đó đang hầu quạt Phật thì Đức Phật thuyết vẫn thuyết, và người ta ngủ vẫn ngủ. Và lúc bây giờ sau thời pháp, ngài Ananda ngài mới hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao mà Thế Tôn thuyết pháp, ngài thuyết pháp mà năm người mà có bốn người là không có tập trung rồi, chỉ có một người chú ý nghe thôi. Đó, Đức Phật ngài mới bảo là cái người mà lăn ra ngủ á, 500 kiếp trước là rắn, mới sanh làm người à. Cho nên cái gen di truyền á, ngủ nó còn. Cho nên á, là bây giờ Như Lai có thuyết cỡ nào á, thì ông này ông cũng ngủ à. Không phải ông muốn, không phải là ông này ông vô phép ông ngủ, mà tại vì cái nghiệp của ông á, nó bắt ông phải ngủ. Giống như cái quạt mà quý vị mở lên nó đang chạy, giật dây điện ra, nó còn chạy một lúc rồi nó mới hết. Thì ông này là gì? Quạt còn quay. Tức là cái nghiệp 500 kiếp trước là rắn, mà rắn á, thường nó khoanh bụng nó ngủ. Cho nên á, là Đức Phật giàu có Phật thuyết pháp cũng ngủ như thường à. Như vậy nhiều đời nhiều kiếp làm rắn rồi, đâu có tiếp xúc Phật pháp.
đúng không? Cho nên ông này ông ngủ, và Đức Phật không có hiểu được chuyện này, thương cái ông này, ông mới ghét. Ngài An Đa ngài không hiểu, cho nên ngài không có chịu. Ông gì vô phép vậy, Đức Phật thuyết pháp mà ông ngủ vậy, đồ quỷ sứ. À, nhưng mà không, Đức Phật thì ngài hiểu, cho nên ngài không có, ngài thương, ngài thương cái ông này, tội nghiệp, rắn mới sinh, tội nghiệp. Quý vị mà cưới phải ông chồng mà tối ngày cứ ngủ riết riết như vậy, bây giờ ngài suy nghĩ làm sao? Tội nghiệp, rắn mới sinh, rắn mới tái sinh, làm chồng mình, bây giờ nó hiện nguyên hình là con rắn, nó ngủ, vậy thôi. Cái hình thức của nó là một con người, nhưng mà cái tâm thức của nó là con rắn. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái ngủ nó duy truyền tới bây giờ, đúng không? Cái người mà ngồi rung cây á, 500 kiếp trước là khỉ, mới tái sanh làm người à, nên cái tánh khỉ nó quen rồi, nhảy vào cành cây này, nhảy vào cành cây kia, nó quen rồi. Cái người mà cào đất chơi á, 500 kiếp trước là rung ăn đất, rung thì nó ăn đất, nó quen rồi. Bây giờ kiếp này ngồi cũng không chịu, cái tay nó ngứa ngáy, nó cứ lấy cái tay nó cào vậy thôi. Rồi cái người mà nhịn bầu trời á, 500 kiếp trước là thầy bói, xem sao tướng này kia, là xem phong thủy, xem sao tướng hạ này kia, cho nên là nó quen rồi, thì thấy không? Còn chỉ có người mà chú ý nghe Đức Phật thuyết pháp, 500 kiếp trước là cái người tu, thường xuyên học kinh, nghe pháp, thì cái này sanh lên thích lắm, đúng không, thấy không? Chứ cả thành phố Văn Rang này biết bao nhiêu người mà chỉ có mấy người đi ngồi đi thôi, chứ còn đâu phải ai cũng vô đây ngồi đâu. Tại kiếp trước quý vị là cái người cũng tu rồi, cũng mặc áo tràng rồi, cũng thích chùa rồi, cũng ham nghe pháp rồi, nên kiếp này mới chịu khó ngồi đây. Còn không thì đâu có ngồi đi chí, đúng không? Đó, hiểu được như vậy thì mới thương. Đức Phật hiểu được năm người này có cái nguồn gốc tái sanh khác nhau, cho nên thương năm người này hết, không ghét ai hết. À, còn thầy á, thầy đi giảng pháp mà ai ngủ á, thầy la, thầy không hiểu, đúng không? Nếu thầy đi thuyết pháp mà ai mà ngủ thì nó đồ mất dạy, đúng không? Đúng là mình là mất dạy chứ họ đâu có mất dạy, tại kiếp trước họ ngủ quen rồi, kiếp này họ sanh lên họ ngủ thôi. Còn mình không được giáo dục, không được dạy, không được hiểu, cho nên mình nói người ta đồ mất dạy, nhưng thật sự là mình đồ mất dạy. Hiểu tôi này nói gì không? À, sẽ im ru vậy. Nếu mình được dạy, mình được hướng dẫn, mình được thuyết pháp, mình được nghe, mình hiểu, thì mình không nói người ta đồ mất dạy. Mình hiểu à, tại cái nghiệp của ông này nó nặng quá cho nên phải ngủ. Nghiệp ông này nặng quá cho nên là mình thuyết pháp là ổng nói chuyện riêng. À, cho nên là ổng không, cái nghiệp của ổng nó nặng, tại vì mình không hiểu nghiệp. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, cho nên mình không có thương được. Còn khi mình hiểu được, mình thương. À, mình thương được. Đó. Thế quý vị phải hiểu. Chiều nay về nhà soi căn, coi ông chồng mình kiếp trước là ai, người vợ mình kiếp trước là ai, mấy đứa con mình kiếp trước là ai, rồi mình mới thương họ được, thông cảm cho họ. Tội nghiệp, tội nghiệp, rắn mới sinh. Tội nghiệp khỉ mới sinh, tội nghiệp rung mới sinh, vậy thôi. Hay vậy đó quý vị, Phật pháp vi diệu à. Cho quý vị chỉ cần nghe một bài pháp mà vì ngộ rồi, người nó nhẹ như bông gòn vậy đó. Đi nó bay vậy đó, nó không có nặng nề, đúng không? Lúc nào cũng cười vậy đó, không có nhăn, không có nhăn nhó, đúng không? Cái người mà cười nhiều á, thầy xin chúc mừng nha. Cười nhiều là tốt, cười nhiều sống lâu, buồn nhiều chết sớm. Bởi vì mình buồn ai đó là mình ăn ngủ không được, mà ăn ngủ không được á, mình mất sức. Mất sức á, thì nó kéo à, nó kéo xuống à, làm mình chết sớm à, đúng không? Cho nên quên hết đi. Đọc cho thầy câu này của ông thiền sư ở miền Thái Lan á,
Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đó, bây giờ đang ngồi đây là chỉ biết cái hiện tại này thôi. Bỏ cái quá khứ đi, đừng có nhớ gì cái quá khứ nữa. Nhất là ai mà có quá khứ đau buồn á, càng quên càng tốt, không có nhớ. Đọc cho thầy câu nữa không? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Ai đọc lại được thì cho 500 ngàn. Ai đọc được thì cho 500 ngàn ngay tại chỗ luôn, tiền hot luôn á, tiền nóng luôn á. Đó, mới đọc xong mà quên rồi, mà đòi nói tôi không có biết kiếp trước, tôi không nhớ kiếp trước, tôi không tin có kiếp trước là sao? Có nhiều người tà kiến vậy đó, nói là con không có nhớ kiếp trước, con không có tin rằng có kiếp trước, làm sao nhớ nổi? Mới đọc xong mà quên rồi, mà đòi nhớ kiếp trước là nhớ sao nhớ nổi? Hiểu không? Vậy đó. Hiểu là thương. Đây là ông này ông ngủ, nhưng mà ông vẫn vô gặp Phật, vẫn lại Phật. Nhưng mà khi Đức Phật thuyết pháp ông mới ngủ, ông vẫn có cái gì đó mà mình chấp nhận được, là ông vẫn tìm đến Phật, ông vẫn lại Phật, ông vẫn ngồi đó một lúc ông mới ngủ, chứ không lẽ vô là ngủ liền? Không lẽ vô đề ba bài pháp cái ông ngủ liền hay sao? Bắt đầu bài pháp cái ông ngủ hay sao? Đâu có, lúc một hồi mới ngủ chứ. Như vậy ông ít nhiều gì đó ông cũng nghe được câu hai câu rồi ông mới ngủ chứ, đúng không? Chứ không lẽ vô ngủ liền. Như vậy ông này vẫn có phước, một chút phước báo à, cũng có tu đó chứ phải không à. À, đọc cho thầy cái bài này nghe hiểu tại sao ngủ thì cứ ngủ mà tu cứ tu, đúng không? Ai lên chùa mà ngủ gục à, bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi, con cũng ngu cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Nó hay chỗ đó đó, hiểu mà thương. Mặc dù ông này nghiệp ông nặng, nhưng nó cũng còn một, nó có một cái nghiệp nhẹ nhẹ nào đó nó xen vô, là ông đến chùa ông gặp Phật, ông lại Phật rồi mới ngủ. Còn những người mà ở nhà ngủ thì đâu có gặp Phật được. Hôm nay quý vị đến đây cũng có cái duyên đến chùa, lát nữa kiếm cái góc nào đó là ngủ, muốn ngủ thì ngủ, đâu có sao. Nhưng mà cũng có cái duyên đến chùa, và cũng mặc áo tràng, cũng ngồi trang nghiêm, cũng chụp hình quay phim đàng hoàng, rồi sau đó mới đi ngủ thì ngủ. Dài 30 năm nữa con cháu thấy cái hình bà nội bà ngoại mình, trời lúc đó đi chùa văn âm tu hành dữ ta, mà té ra rút phía sau ngủ hết rồi. Đọc lại. Ai lên chùa mà ngủ gục, bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi, con cũng ngu cho bằng được. Ngu chứ phải ngủ nha, ngủ chứ, ngủ chứ phải ngu. Con cũng ngủ cho bằng được, nhưng mà tại cái giọng hát thì phải ngu. Con cũng ngu cho bằng được.
ai nói chi cũng mặc kệ. Ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa mà ngủ gục hai ba. Giỏi quá, vỗ tay khen mình đi. Giỏi quá à. Mấy gì này dễ thương quá đi à. Tiếp tục câu thứ hai. Ai lên chùa cũng ham ngủ. Mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi thế cho nên hai giờ trưa chưa dậy bị sư phụ cầm gậy quất một mớ bà rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên hai giờ trưa chưa dậy bị sư phụ cầm gậy quất một mớ bà rồi. Hai ba rồi xong rồi đó, xong rồi. Giỏi quá đi, vỗ tay khen mình đi, giỏi quá à. Rồi câu thứ ba. Ai lên chùa cùng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng đồng, để cuộc đời trôi xong. Bởi vì mà không tu á, cuộc đời mình nó trôi, nó giống như một thây ma mà nó trôi đi dòng sông vậy đó. Năm 1996 lúc đó thầy đi học bên Ấn Độ, thầy có dịp đến sông Hằng á, đang ở trên chiếc thuyền nhỏ, nhìn xuống thấy một cái thây mà nó lớn giống như cái trống, giống như bốn cái cột nhà này vậy đó, mà trôi bồng bềnh trên sông Hằng vậy đó. Để cuộc đời trôi xong. Nếu mình không tu á thì cũng giống như một thây ma mà trôi dòng sông vậy đó. Nó vậy đó. Bốn câu cuối cùng. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt. Mai này sang cực lạc, trở về độ Phan Rang. Đó, thì thấy không? Mặc dầu mình ngủ nhưng mình cũng có đến chùa. Mặc dầu mình cũng còn tu chưa cao, mình còn đầy tham sân si, nhưng mình vẫn có đến cửa Phật. Nó hơn là cái người mà không bao giờ bước chân vào cửa chùa, cửa Phật. Nó hơn một cái người mà không bao giờ nghe một bài kinh, bài pháp. Như hôm nay quý vị ngồi có mặt ở đây là nghe bài pháp này, nó hơn. Nó hơn là tại vì mình nghe được bài pháp này. Còn có biết bao nhiêu người họ đâu có duyên đâu, họ nghe họ vô duyên. Đúng không? Bởi vì quý vị là những người có duyên, chứ không phải là người vô duyên. Đúng không? Vỗ tay chúc mừng mình đi. Vô có duyên. Cho nên hả, chùa mở cửa sau mùa dịch corona này, chùa mở cửa khóa tu gì đến là có duyên. Rồi sau này khi nào chùa thông báo có tu đến, có duyên. Còn khi nào chùa thông báo mà mình không đến, vô duyên. Đúng không? Nó có chuyện này chuyện kia, nó kéo chân mình, nó không cho mình vô. Mà bởi vì vô đây thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chiều nay được nghe ca sĩ Thanh Lam ở Hà Nội nói chuyện nữa à. Không ngờ chùa này nhỏ mà có võ nha. Mời ca sĩ nổi tiếng không à. Chùa thầy lớn mà thầy chưa mời ca sĩ nào nổi tiếng đó. Mà chùa này nhỏ mà có võ à. Mời ca sĩ nổi tiếng. Mà họ cũng là Phật tử. Những người ca sĩ nổi tiếng đem cái tiếng hát để mà hiến dâng cho cuộc đời,
và họ có, họ là có tình cảm với Phật giáo, hoặc là họ là những người gọi là theo đạo Phật, cho nên họ đến với cửa chùa. Quý vị nhớ đừng ăn cơm xong đừng có len lén mà về nha, ở lại để mà nghe gặp ca sĩ nổi tiếng nói chuyện về Phật pháp đó. Thưa quý vị, như vậy khi mình hiểu được rồi mình thương, hiểu mới thương, còn không hiểu là không bao giờ thương. Hiểu bốn cái người này, năm người này tiền kiếp họ như thế nào mình mới thương họ chứ, còn mình không hiểu sao mình thương. Thầy đi thuyết pháp mà thầy thấy ai ngủ thầy xin chúc mừng, chúc mừng cho họ ngủ cho khỏe. Vậy là thầy thấy thầy thuyết pháp mà thầy đi dạy học á, thầy thấy ai mà ngồi dưới nói chuyện á, thầy nghĩ trong bụng của thầy á, thầy nói chắc cái người này kiếp trước cũng thuộc dạng luật sư cái á. Hay là cái người này kiếp trước chắc cũng là Atula gì đó, đánh lộn nhau đó, cãi lộn nhau không à, đúng không? Đó. Cho nên thưa quý vị, là khi mình hiểu rồi mình mới thương họ được, mình thông cảm với họ, mình thương họ. Quý vị ngồi trang nghiêm để chụp tấm hình vô cho nó đẹp, để đăng lên Facebook cho thiên hạ họ ớn chơi. Những người ở xa quý vị, họ thấy cái hình ảnh mình tu á, họ quan hỷ lắm. Mặc dù mình tu không bao nhiêu, nhưng mà thấy cái hình ảnh mình tu hành này kia là họ quan hỷ lắm. Để quý vị ngồi trang nghiêm lên, thẳng lưng lên, chụp hết chứ, chụp khoảng 10 tấm thôi. Những cái người nào mà ngồi đẹp nhất thì chụp. Thưa quý vị, hai câu đầu tiên thầy xin giải thích cho quý vị nghe. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Đúng vậy, anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Quý vị đang có mặt ở đây là từ nhiều hướng khác nhau, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đúng không? Hướng đông nam, hướng tây nam, hướng tây bắc, hướng đông bắc, hướng trên, hướng dưới. Tức là anh em ta, chị em ta từ các hướng mà về đây, từ các nơi mà về đây, chứ không phải từ một chỗ mà về đây. Và anh em ta, chị em ta từ những hoàn cảnh khác nhau mà về đây. Có người buồn chuyện gia đình mà đến đây để mà giải tỏa phiền não. Có người thấy Phật pháp mê, thích, muốn đến gặp các sư thầy, thích, hoan hỷ. Có người là vì cái niềm tin Phật pháp mà đến. Vì có những người mà vì thương các sư thầy mà đến, tội nghiệp các sư thầy tu hành bỏ cha mẹ anh em vào chùa ở, rồi phải lo xây chùa tô tượng đúc chuông, thấy tội nghiệp quá rồi mình đến. Có người á gì cũng muốn nghe thuyết pháp giảng kinh mà đến. Có người á là vì á đến đây để gặp bạn bè với nhau, mấy tháng nay không có gặp, bây giờ đến chùa mới gặp chứ, để mà chào hỏi thăm viếng coi tình hình sao, có ai bị mắc bệnh corona gì không, đúng không? Mình cũng đến. Có người á thèm ăn cơm chay, ở nhà thì cũng có nấu nhưng mà không bằng ở chùa nấu, cho nên là cũng đến để kiếm cơm mà ăn. Có người thì cũng muốn đến đây để nhìn cảnh chùa giống như một cái nơi, cái khung cảnh mà thiền dị, vân vân mà đến. Đó thì anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Ở đây có nghĩa rằng là chúng ta từ mọi miền khác nhau của cái thành phố này để đến đây, của tỉnh này, và chúng ta từ những cái nghiệp duyên khác nhau
từ cái hoàn cảnh khác nhau, từ cái điều kiện khác nhau mà đến đây. Không phải chỉ là bốn phương trời và khắp năm châu, mà chúng ta đến đây từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều cái điều kiện khác nhau, nhiều cái nhân duyên khác nhau. Thưa quý vị, có những người quý vị biết không, họ buồn chuyện gia đình, họ muốn tự giận họ chết, nhưng mà nhờ cửa chùa mở ra, họ đến đây, họ không muốn chết nữa, họ muốn sống. Họ muốn sống để họ tu, để họ làm việc lành, việc thiện. Đó. Thầy có gặp một cái vị Phật tử ở dưới Cần Thơ. Tháng 9 năm 2019, thầy đến đó dự cái lễ dân y Katina, 300 vị sư Khmer. Thì một cái chị đó, chị tới, chạy tới chị chào thầy, chị vui mà chị mừng, chị hoan hỷ lắm. Mà thầy chưa từng gặp chị này. Chị này chị cảm ơn thầy nữa, cảm ơn thầy, thầy đã cứu con sống lại, nếu không con chết rồi. Thầy hỏi sao vậy? Chị này chỉ nói rằng là con đã uống thuốc, con chết một lần rồi, nhưng mà gia đình phát hiện kịp cứu con sống. Con tính là khoảng tuần sau con đâm đầu xe tải con chết. Nhưng mà rồi con tình cờ con nghe cái bài thầy giảng, bài pháp, cái con giờ con không muốn chết nữa, con muốn sống à. Cái thầy hỏi tại sao vậy? Chị này chỉ nói rằng là chồng con nó, con thương chồng con dữ lắm mà nó bỏ con theo người khác, cho nên con bị sốc đi. Con bị sốc cho nên con muốn chết chứ con không muốn sống nữa. À. Nhưng mà thầy hỏi tại sao mà giờ con muốn sống? Tại trong lúc mà thầy thuyết pháp thì có nói một câu này mà con tỉnh ra. Hỏi câu gì? Nói là người ta không hết duyên với mình rồi, người ta không còn thương mình nữa. Bây giờ người ta đang đi chung với một người khác, đi qua Singapore, người ta chơi du lịch rồi, người ta mặc đồ đầm, mặc đồ vest, người ta đi chơi rồi. Bây giờ mình ở đây mình đau khổ là gì? Bộ mình khùng sao mình khổ? Đúng không? Bây giờ mình đi kiếm cái ông khác, mình cặp mình đi Thái Lan mình chơi cũng được vậy. Đâu cần gì phải khùng dữ vậy. Đúng không? Thế gian này mà hết đàn ông rồi sao? À, ông này hết duyên thì rước ông khác, tiễn dòng ông này rước dòng ông khác. Chứ mất mưa gì mà khổ. Đúng không? Cái chị này chỉ nói giờ con không thương ông nào, con thương thầy thôi. Con thương mấy ông thầy thôi, mà thương thầy rồi. À. Giờ này giờ con đi chùa, con làm công quả, rồi con tụng kinh, rồi con nghe pháp, rồi mỗi ngày rảnh rỗi rồi con mở lên mạng, con mở mấy cái YouTube thuyết pháp của mấy thầy con nghe thôi. Con càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấm. Đó. Cho nên là Phật pháp nó cứu được nhiều người. Cứu rất nhiều người. Cho nên là thầy rất là mừng khi quý vị đến đây dự khóa tu, mà đặc biệt là ham mê Phật pháp. Trong kinh Trường Bộ, bài kinh Tập Thượng có nói rằng có năm cái điều mà được giải thoát. Thứ nhất là được nghe Đức Phật và các đệ tử Đức Phật thuyết pháp. Thứ hai là thuyết pháp lại cho người khác nghe. Thứ ba là tụng đọc những cái bài pháp mà đã nghe. Thứ tư là suy gẫm về những cái điều đã nghe. Và thứ năm là thực hành những điều đã nghe. Đó là năm pháp có nhiều tác dụng. Năm pháp đưa đến thù thắng. Năm pháp đưa đến thù thắng. Nghĩa là mình nghe pháp cũng là giải thoát rồi, mà thuyết pháp cũng là giải thoát. Quý vị nghe xong rồi quý vị đi gặp ai có cái hoàn cảnh nào đó mà mình cảm thấy mình nói được, thì quý vị nói, khuyên họ, nói cho họ nghe, thì đó cũng là giải thoát. Mà tụng đọc lại, mỗi ngày mình thầy tụng, quý vị tụng theo, như hồi nãy đó, thầy đọc quý vị đọc theo, thì là cũng giải thoát rồi. Rồi là thực hành theo càng giải thoát hơn nữa. Cái người tu hành chúng ta là cần cái sự giải thoát đó, giải thoát khổ đau. Thầy có đến một cái resort ở dưới, ở ngoài chỗ Hàm Thuận Nam á, tỉnh Bình Thuận á. Đi vô nữa kìa, đây là Văn Thang, Tháp Chạm đi vô nữa, Văn Thiết. Có một chị đó, chị cũng ra chị gặp thầy, tình cờ thầy đi cũng chuyện khác, nhưng mà ghé cái chỗ đó. Chị mừng lắm, chị vui lắm, chị gặp thầy chị mừng, chị vui, chị chào, người ta đâu có quen đâu. Cái đó nói thầy, chị có quen với thầy sao mà chị thấy vui vẻ vậy?
nó con chưa từng gặp thầy nhưng mà mỗi đêm con đều nghe thầy thuyết pháp đó, đêm nào con cũng nghe thầy giảng đó. Con lên mạng con nghe tìm cái tên của thầy rồi con đánh vô cái nó xuất hiện ra nhiều bài, rồi con lựa bài này hết bài kia con nghe. Thì cái này thầy cũng nghe quen rồi, nhiều người cũng nói thầy như vậy, nhưng mà câu này mà thầy kết luôn à, pháp của thầy cứu được nhiều người lắm như thầy à, cứu được nhiều người lắm, cứu sống được nhiều người lắm. Cho nên vậy nào mà đau khổ đó, nghe pháp của thầy đi, khỏe liền, giống uống thuốc bổ vậy đó, trị bệnh dứt khoát dứt liền đó. Vậy nào mà có con mà nó bất hiếu á, nghe bài pháp của thầy xong mà khỏe liền. Vậy nào có chồng vợ phản bội, nghe pháp của thầy xong nó khỏe liền. Vậy nào bệnh hoạn ốm đau, nghe pháp thầy không cái nó khỏe liền à, nó khỏe cái tâm thôi chứ bệnh nó vẫn còn tiếp tục chứ không phải hết bệnh. Bệnh là phải đi bác sĩ, còn cái tâm nó khỏe thì nó kéo được cái thân, đúng không? Đó. Cho nên quý vị ngoài cái thời giờ mà nghe ở đây hàng tháng thế này thì phải tự đi tìm mà nghe. Bây giờ kỹ thuật hiện đại dữ lắm, một cái máy điện thoại iPhone 5, 6 gì đó là 7, 8 gì đó, 9, 10, 11, 12 gì đó là bảo đảm mình là nghe rõ như ban ngày, đi đâu cũng nghe được đó. Còn vị nào mà sợ tốn kém này kia thì cứ tìm cái máy nghe pháp đó, rồi tìm những cái bài pháp rồi kêu mấy đứa con cháu nó biết về kỹ thuật vi tính đó, nó download xuống rồi bắt đầu mình vô máy đó mình nghe riết vậy đó. Có nhiều người thấy thương dữ lắm, họ có một cái máy gì đó mấy chục bài mấy trăm bài vậy, họ để trong túi họ đó, họ làm gì họ cũng nghe nữa, kể cả họ đứng ở nhà bếp họ làm cơm họ cũng nghe nữa. Mà mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai, đúng không? Kiến tha lâu đầy tổ, có công mài sắt có ngày nên kim, Phật pháp vi diệu mà. Cho mình nghe hồi mà thấm nào không hay. Giống như uống thuốc trị bệnh, uống thuốc uống nhiều ngày chứ, uống có một ngày sao hết bệnh. Mà quý vị có đồng ý quý vị có bệnh không? Bệnh về thân, bệnh về tâm không? Nhất là bệnh về tâm thì mỗi ngày phải uống thuốc. Đừng có khùng gì mà chết, không có khùng, không có chết, không có khổ. Không có ai được phép làm cho mình đau khổ, nhớ. Và không cho phép ai làm cho mình đau khổ, mà người đó không có thẩm quyền đó, không có cái quyền đó. Bởi vì gì một người nào đó mà làm cho quý vị đau khổ là quý vị dại dữ lắm. Thật sự mình nói ngu dữ lắm. Không được. Không ai được phép làm cho mình đau khổ đó. Mình không cho phép họ làm cho mình chuyện đó. Và kiếp sống con người mỏng manh, mà bây giờ mình cứ khổ. Cuộc sống mình có 60 năm mà mình khổ hết 59 năm rồi là sao? Nó ngu dữ vậy, đúng không? Phải hạnh phúc đó. 59 năm toàn là khóc không à, còn năm cuối cùng á dở cười dở khóc, nửa cười nửa khóc, sáng khóc mà trưa cười, tối thì cười, đúng không? Không được. Phải vui, phải hạnh phúc, phải hoan hỷ. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà, đạo Phật là đạo hạnh phúc. Bởi vì theo Phật pháp bao giờ hạnh phúc, mặc áo tràng vô thấy hạnh phúc không? Mặc áo tràng thấy hạnh phúc không? Ờ à. Như vậy thì ngày nào cũng mặc vô, ngày nào cũng mặc áo tràng đi tới lui cho ông chồng ông nể mình chứ đúng không? Đeo cái phù hiệu này vô rồi mặc áo tràng vô đi tới lui, tôi à, tu à, mặc chân tu à, à thấy không? Hạnh phúc. Thầy mặc áo cà sa thì hạnh phúc thầy mới mặc chứ, nếu mặc mà đau khổ thì mặc chi? Thầy cởi ra thầy mặc cái bộ đồ thường cho rồi. Thầy mặc áo cà sa nay gần 60 năm rồi đó à, chứ chơi đâu 46 năm chứ, 46, gần 50 năm, gần nửa thế kỷ rồi đó. Mà áo cà sa này gần nửa thế kỷ rồi. Mà bây giờ thầy thấy thầy mặc áo cà sa thì hạnh phúc, nhưng phải mặc hoài thôi. Còn quý vị thấy mặc áo tràng hạnh phúc không? Mặc hoài thôi đó. Bây giờ nói thầy đi, bắt đầu từ hôm nay tới đi con ở chùa, ở nhà con cũng mặc áo cà sa luôn à. Đi đám cưới với ông chồng cũng mặc áo tràng luôn đi đám cưới mà mặc áo tràng người ta nói mình khùng
Đọc cho thầy: đi với Phật mặc áo cà sa. Đi với Phật mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy. Đi với thầy mặc áo tràng. Đi với chồng mặc áo đầm. Đúng không? Cho nên phải đi với thầy thường xuyên để có cơ hội mặc áo tràng. Tức là phải đi với chùa thường xuyên để cơ hội mặc áo tràng. Mà áo tràng là em ruột của áo cà sa, đúng không? Đó. Mỗi lần có lễ Phật đản, bằng lễ mấy cái lễ Phật giáo mà gì, Phật tử mặc áo tràng lên nó trang nghiêm lắm, nó làm cho cái lễ long trọng lên, trang nghiêm. Đó. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Thầy giải thích cái phần thứ nhất rồi đó. Phần thứ hai: anh em ta từ bốn phương tám hướng, chị em ta từ khắp năm châu. Nghĩa là gì? Anh em ta từ khắp nơi, khắp cõi mà về đây, mà sanh vào cõi này. Có người á thì từ cõi chư thiên xuống làm người. Có người á thì từ địa ngục mới lên. Có người thì Atula mới qua. Có người thì Dạ So mới tới. Có người thì quỷ sứ mới tái sanh. Cho nên thường thường thầy nghe người ta nói chuyện nha, đồ quỷ sứ là vậy đó. Nghĩa là quỷ sứ mới sanh á. Đúng không? Cho nên quý vị về soa căn coi, trong nhà mình có 10 người, xem coi cái người này kiếp trước họ là ai, họ đâu tới đây. Hiểu được phải thường. Cũng giống như hồi nãy thầy nói đó, kiếp trước cái người này là rắn, kiếp trước người này là khỉ, kiếp trước người này là rung. Có thấy không? Bây giờ quý vị suy nghĩ coi, kiếp trước cái người chồng mình là ở cõi nào tới đây, người vợ mình ở cõi nào tới đây, người con mình ở cõi nào tới đây, và sau khi chết những người này đi về đâu? Đó, quý vị suy nghĩ một chút xíu nữa thì quý vị sẽ hiểu vấn đề ra, đúng không? Quý vị suy nghĩ đi, tất cả những người đang ngồi đây, có người thì tiên nam mới xuống, có người tiên nữ mới tái sanh, có người thì quỷ sứ mới đầu thai, có người thì địa ngục mới lên, có người thì Atula mới qua, có người thì súc sanh mới tới. Thấy không? Vô bằng cơm ăn, mình ăn có một chén à, mà ông chồng mình nó ăn ba chén rồi, vậy ông ở đâu tới? Mình ở đâu tới? Đi suy nghĩ đi. Vậy là mình mới ăn chén mà cái người anh em của mình trong nhà ăn hết ba bốn chén rồi, nó ăn nhanh quá, ăn không kịp, mà ăn nhanh vô họ mình ăn không được. À, bây giờ suy nghĩ coi, những người đó họ đâu tới mà mình ở đâu tới? Nếu như quý vị là chư thiên, tiên nữ, tiên nam, kiếp trước là tiên nam, tiên nữ, mà kiếp này mới làm người, ăn nó chậm dữ lắm, ăn nó nhẹ nhàng dữ lắm, đi đứng nhẹ nhàng khoan thai dữ lắm, đúng không? Còn nếu kiếp trước mà cái người này từ địa ngục mới lên, như quỷ sứ vậy đó, thì đi đứng nó nặng nề dữ lắm. À, hoặc là cái người mà mình ăn mấy chén mà ăn ba chén rồi, thì cái người này ngạ quỷ mới sanh à. Đói á, đói dữ lắm. Thấy cơm thích liền, thấy đồ ăn thích liền, ăn nhanh dữ lắm. À, cho nên mình phải hiểu cái dòng luân hồi, hiểu cái tiền kiếp thì mới thương được. Còn không hiểu là không thương được. À, mình suy nghĩ đi, cái này nó không được vui lắm, nhưng mà nghĩ hồi mình thấy hiểu được, mình thông cảm được. Đúng không? Quý vị suy nghĩ đi. Trong nhà quý vị có mấy người? Nhắm coi cái người này kiếp trước ở đâu tới. Người này ở đâu tới? Cho nên trong kinh nói là vợ chồng sống với nhau á, nó giống như là tiên nam mà sống với quỷ sứ vậy. Hoặc là tiên nữ mà giống như sống với Atula vậy. Trong kinh nói vậy đó. À, người chồng á thì gọi là cọc cằn thô lỗ nặng nề. Người vợ thì yếu điệu nhẹ nhàng. Thì cái người vợ đó là
là tiên nữ bị đọa, tiên nữ mới xuống. Còn người chồng mà nó mạnh mẽ mà nó cọc cằn, nó thô lỗ sân si á, thì ở cõi âm mới lên rồi. Ngược lại người vợ cũng vậy, có khi người chồng hiền dữ lắm, đi đứng nhẹ nhàng là tiên nam mới xuống, nhưng mà người vợ thì thô lỗ cọc cằn dữ lắm thì đâu tới chẳng hạn đó. Khi quý vị hiểu được cái dòng luân hồi này, tự nhiên quý vị thông thương được, thông cảm được, rồi sau đó quý vị mới dứt bỏ được, mới từ bỏ được chứ. Mới hiểu và thương, thương rồi á mới tu được, mới từ bỏ được. Còn mình không hiểu mình không từ bỏ. Đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đúng không? Còn nếu quý vị nào mà hiểu được chút xíu xa cho chứ, đây là quỷ sứ của em, đúng không? Vậy đó à. Đây là ngạ quỷ của anh, ngạ quỷ tiền kiếp của anh, đây quỷ sứ tiền kiếp của em. Trời, nghe ớn ha, ớn không? Quý vị nghe ớn không? Dạ ớn không? Ớn đó. Mà khi quý vị nghe ớn như vậy rồi đó, quý vị mới nhàm chán, mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới tu được, mới giải thoát được. Còn kiếp này mình sống với nhau, mình có duyên gặp nhau, mình thương nhau, rồi mình có cái tình, có cái nghĩa, rồi là sau đó là mình làm cho xong bổn phận. Tuy nhiên có một cái bổn phận vô cùng quan trọng, đó là cái bổn phận tu hành, đúng không? Bởi vì là cho dù bay mà gọi là một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con, dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Vào chồng mình, vợ mình, con mình có thương mình đi nữa đó, thì khi mình chết đi á, mình phải đi theo cái nghiệp của mình thôi. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kiết tường. Tức là cái nghiệp của mình á, đen thì mình đi theo đen, nghiệp mình trắng thì đi theo trắng, nghiệp mình có đen có trắng thì mình đi theo đen trắng. Chứ chồng mình, vợ mình, con mình lúc bấy giờ không cứu mình nổi, sư phụ mình cũng không cứu mình nổi, mà tự mỗi người chúng ta phải tự cứu mình. Sự có mặt của quý vị tối sáng hôm nay, cả ngày nay, đó là quý vị tự cứu mình rồi đó. Vì trong lúc này quý vị đang tu, đang tu, so với cái mà không có mặt ở đây thì cái có mặt ở đây nó tốt hơn chứ, đúng không? Tâm nó thanh tịnh hơn, trí tuệ nó phát sanh hơn, thân khẩu ý mình nó tu tập nhiều hơn đó. Bởi vì đang ngồi đây mà gì muốn nói gì đâu phải chuyện dễ, muốn làm gì đâu phải dễ. Còn ở ngoài muốn làm gì làm, muốn nói gì nói à, muốn chửi ai chửi á. Không lẽ đang ngồi đây mà dối về chửi ông chồng ở nhà coi sao được, hay chửi người vợ ở nhà, chửi mấy đứa con ở nhà, đâu có được. Cho nên mình tu được cái khẩu, tu được cái khẩu nghiệp. Ngồi đây là tu được cái khẩu nghiệp, mà ngồi đây tu được cái thân nghiệp, mà ngồi đây tu được cái ý nghiệp đó. Thế khi cái hai câu đầu này rất hay: anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, tức là từ nhiều kiếp khác nhau đến đây, mỗi người có cái nguồn gốc tái sanh khác nhau và đến đây làm con người tại đây, tại ngôi nhà đây à. Cho nên quý vị biết không, lát nữa mình đi ăn cơm mà lỡ có ai đi nặng chân chút xíu hoặc là ăn nhanh chút xíu thôi, thông cảm, tội nghiệp, ở cõi dưới mới lên. Hiểu không? Vỗ tay cho nó đỡ buồn ngủ đi đó. Hiểu là thương, còn không hiểu là ghét. Tu hành cái gì mà đi mình nặng nề vậy? Tu hành gì mà ham ăn vậy? Tu hành gì mà đi không ý tứ gì trời vậy? Không phải, người ta cũng muốn lắm chứ, nhưng cái nghiệp của người ta nó kéo người ta vậy đó. Thông cảm, tội nghiệp, cõi âm mới lên vậy thôi. Nó cõi âm cho nên nó văn hóa chút xíu, cho nó địa ngục mới lên nặng quá. Hiểu thầy nói gì không? Hiểu là thương là vậy đó. Hiểu là thương liền à? Hiểu là thương liền, tội nghiệp, cõi âm mới lên. Hay là nếu cái người nào mà nói cho nó có vẻ văn bóng bảy văn chương và nó có vẻ văn hóa nè, quạt còn quay.
Hiểu không? Quạt còn quay tức là rút dây điện ra mà quạt nó vẫn còn. Còn quay, nó còn ảnh hưởng tiền kiếp. Cái tiền kiếp của họ nó còn ảnh hưởng, cái gen di truyền nó còn. Tâm cảm, không nên khó chịu. Nếu cái người nào đó làm cho mình khó chịu, mình khổ hay người ta khổ? Trả lời đi, mình khổ người ta khổ? Vậy ngu gì khó chịu không chí? Còn cái việc họ khó chịu đó, mình khó chịu là cái tâm của mình. Nhưng mà cái hành động của người kia làm khó mình khó chịu là cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ, tiền kiếp nữa, ảnh hưởng tới bây giờ. Đi đứng cọc cằn thô lỗ, ăn nói vô duyên, làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cái chuyện đi đứng cọc cằn thô lỗ, ăn nói vô duyên là cái nghiệp của họ, nghiệp tiền kiếp nữa, ảnh hưởng của nghiệp tiền kiếp nữa. Giống như cái người mà Đức Phật thuyết pháp mà lăn ra ngủ á, không phải họ muốn ngủ đâu, mà tại vì cái nghiệp nó nặng quá cho nên phải ngủ thôi, chứ không muốn ngủ. Trong chùa thầy cũng vậy, nhận đệ tử vô cũng vậy thôi. Có đứa thì nghiệp nhẹ thì nói nó, mà mình nói một nó hiểu 2, 3, 4, 5. Có đứa nghiệp nặng mình nói 10 nó hiểu có 1. Bảo 4 giờ sáng dậy bánh chuông tụng kinh nghe con. Dạ dạ con nghe lời sư phụ. 6 giờ nó mới dậy. Mà mình cũng đâu dám la nhiều, tại con mấy đứa này là con cháu của mấy người thí chủ mà. Mình la nó bỏ về nhà rồi thí chủ đâu cúng kiến gì cho mình cái gì. Nó khổ vậy đó. Cho nên là cũng không phải chuyện dễ. Giữ nó lại để cha mẹ thấy à, ở trong chùa có con cái tu rồi cũng ủng hộ cho chùa, chùa mới có kinh phí để xây sở được chứ. Nó chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên có nhiều khi trách ông thầy trụ trì, nó tại sao chú này ngủ 6 giờ mới dậy mà thầy không la, mà chú nghe ngủ 5 giờ dậy cái thầy la. Tại chú 6 giờ dậy thầy la, không la tại chú này có tiền. Cha mẹ nó có tiền cho nên mình thôi mình la ít ít thôi. Đúng không? Có tiền nó cũng ủng hộ mình mới trả tiền điện, tiền nước được chứ. Còn không đóng cửa chùa sao? Cho cái phước của chú 6 giờ đó cũng có đó, chứ không đâu. Nó có phước, phước của cha mẹ nó để lại. Đúng không? Đó. Cho nên là cái nghiệp duyên mình hiểu được mình mới thương ông trụ trì. Còn không hiểu được không có thương ông trụ trì. Đúng không? Mình hiểu được mình mới thương trụ trì. Tại sao trụ trì cái đứa 5 giờ dậy ổng la, mà đứa 6 giờ chưa dậy ổng cũng không chịu la. Ổng không chịu la mới thương trụ trì chứ. Đúng không? Mà cái đứa 6 giờ này á, cha mẹ là nó là thí chủ, đại chủ của chùa, ủng hộ chùa để trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí, kinh phí hàng ngày. Còn cái đứa 5 giờ thì nó cha mẹ nó không có điều kiện nhiều. Mà thôi mình mà mình kêu nó dậy sớm thì nó tốt cho nó chứ đâu có xấu. Còn mấy đứa 6 giờ này nó y y cha mẹ nó cho nên nó cũng ngủ thêm chút xíu. Thôi mình cũng thông cảm đi. Ngậm ngùi quan hỷ thôi chứ sao giờ. Đó. Quý vị hiểu? Khi quý vị hiểu được vậy thì thương trụ trì. Còn nếu không thì chùa không có điều kiện đóng cửa chùa luôn. Không có điều kiện trả kinh phí thì thôi đâu có thể nào mở điện, mở nước xài được. Đâu có thể trả cái kinh phí hàng ngày được, nặng dữ lắm. Đó. Mà đi xin người này kia cũng khó, đâu phải chuyện dễ. Xin không, người ta không hiểu, người ta nói mình lợi dụng. Mà cũng không nên xin. Người ta cái điều kiện của người ta tới đâu, ta cúng dường tới đâu thì mình nhận tới đó, cho giờ mình yêu cầu theo ý mình sao được. Đúng không? Đó. Hiểu và thương là vậy đó. Thưa quý vị, như vậy hai câu đầu: anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Ngoài cái chuyện là bốn phương trời khắp năm châu, còn một cái nghĩa nữa là anh em ta từ nhiều kiếp sanh lên đây, từ nhiều cõi sanh lên đây. Có người thì cõi chư thiên, có người thì cõi địa ngục, có người thì cõi Atula, có người thì cõi súc sanh, có người thì ở ngạ quỷ, có người thì ở cõi người mà sanh lên đây. Cho nên quý vị về nhìn ở trong nhà của mình, coi anh em của mình, chị em của mình, coi cái mình suy nghĩ coi họ từ kiếp nào đến đây. Mà khi mình hiểu được rồi đó, mình thương họ ngay, thương họ, họ mới ghét. Còn mình không hiểu á, mình ghét liền. Còn khi mình hiểu rồi mình thương, thông cảm. Còn không hiểu thì mình ghét,
Cho nên là Phật giáo dạy về về cái nhân quả, cái dòng luân hồi, về kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Đó. Không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Ở đây mình không phân biệt, dầu cho người đó kiếp trước là ở đâu, hay là người đó là nước nào, màu da nào, tôn giáo nào, vân vân, ở thành phố nào, ở huyện nào, ở xã nào, ở nông thôn, thành thị, vân vân, thì mình không phân biệt, cùng về đây để mà tu hành, tu tập. Đó. Ở đây mình có cái câu gọi là không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây sẽ đắp yêu thương. Để quý vị hiểu rồi, hiểu và thương, hiểu và thương. Thầy nhắc lại, hiểu thì mới thương, còn không hiểu là không thương. Mà hiểu đây hiểu cái gì? Hiểu về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tái sanh. Hiểu về cái nghiệp của người đó, hiểu về nhân quả của người đó, hiểu về dòng luân hồi của người đó, hiểu về sự tái sanh của người đó. Thì khi hiểu được họ thì mình sẽ thương, hiểu càng sâu thương càng lớn, hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu sâu thương lớn. Thưa quý vị, hiểu càng sâu thì thương càng rộng. Câu này quý vị hát rồi. Hiểu càng sâu thương càng rộng. Tức là mình hiểu về Đức Phật chẳng hạn, càng sâu về Đức Phật thì mình càng thương về Đức Phật, càng thương Đức Phật nhiều hơn, thương Ngài lớn hơn. Quý vị biết Đức Phật Ngài là Thái tử Siddhartha mà, dòng hoàng tộc vua chúa, mà từ bỏ ngai vàng, từ bỏ công chúa Yajurala, từ bỏ La Hầu La và đi xuất gia tu hành. Mình hiểu Đức Phật như vậy, mình thương Đức Phật dữ lắm, vĩ đại quá. Cho nên Đức Phật xứng đáng làm bậc thầy của mình. Khi vô đầu bài pháp, quý vị định niệm cái câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Nam Mô, Nam Mô là gì? Kính lễ, đảnh lễ, cung kính. Bổn Sư, Sư là thầy, Bổn là mình, là tôi, là tôi. Bổn Sư là thầy của tôi. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni là Đức Thích Ca, dòng họ vị tu sĩ dòng họ Thích Ca. Chữ Mâu Ni đây tức là tu sĩ, người tu hành dòng họ Thích Ca. Và cái người này đã thành Phật rồi, cho nên nó gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy, bậc thầy của tôi, là một vị Phật, là cái bậc thầy gốc của tôi, thầy chính của tôi. Cho nên thường quý vị á, đi chùa á, mà chưa quy y á, thường đọc cái câu là con xin quy y Phật, đúng không? Con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Bụt thăng saranang gacchami, con xin quy Phật. Đàm măng saranang gacchami, con xin quy Pháp. Sằng găng saranang gacchami, con xin quy Tăng. Tức là quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chứ cũng không phải quy y chùa Quan Âm, hay là quy y thầy trụ trì, hay là quy y bất cứ ông thầy nào, mà quy y của mình là quy y Phật. Chứ mình không bỏ Phật được. Quy y Pháp không bỏ Pháp được, quy y Tăng không bỏ Tăng được. Quý vị chắp tay lên đọc cho thầy đi. Bụt thăng Saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Đàm măng saranang gacchami, con xin quy y Pháp. Sằng găng saranang gacchami, con xin quy y Tăng. Rồi cái gì bỏ tay xuống. Đó, quý vị là Phật tử hết rồi. Mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo,
Mà tại sao mình quy Phật? Tại mình hiểu Phật. Hiểu gì Phật? Ngài là bậc đế vương, vua chúa, mà Ngài bỏ người đi tu, cho mình xin quy Phật. Ngài xứng đáng thành Phật. Ngài là vị Phật. Con xin quy Pháp là những lời dạy của Phật. Con xin quy Tăng là các bậc xuất gia tu hành chân chánh. Tăng già là quy Tam Bảo. Đó, mình hiểu Phật, hiểu Pháp, hiểu Tăng, thì mình theo Phật, theo Pháp, theo Tăng. Hiểu càng sâu, thương càng rộng. Mình hiểu Đức Phật vĩ đại vậy đó. Vì biết một người mà có gia đình rồi bỏ đi tu khó lắm, mà nhất là vua chúa nữa, có ngai vàng nữa, có tiền tài, có danh vọng, có chức vụ, có quyền lực, mà bỏ đi tu thành Phật, vĩ đại dữ lắm, vô cùng vĩ đại. Cho nên là mình hiểu, mình hiểu và mình thương Đức Phật, vì mình theo Ngài. Bởi vì thấy mình theo Phật mình thấy hạnh phúc, đúng không? Theo Phật mình thấy hạnh phúc, an lạc. Mỗi lần mình lại Phật là tâm mình nó an lạc dữ lắm, lại càng nhiều càng tốt. Mà thầy xin báo tin mừng cho quý vị nha, ai mà lại Phật thường xuyên vậy đó, lúc mà lâm chung đó, nhớ Phật là sanh cõi trời liền, sanh nhàn cảnh liền, không bị đọa, không bị đọa, chắc chắn vậy đó. Cho nên mà mình nhớ Phật càng nhiều càng hay, lại Phật càng nhiều càng tốt, vì Phật xứng đáng để mình theo, mình quy y. Tức là hiểu càng sâu, thương càng rộng. Nghĩa là cái người mình, những người trong gia đình của mình hiểu họ càng sâu, mình càng thương tội nghiệp họ, thương họ, tội nghiệp họ. Mà mình thương họ đó thì mình được hạnh phúc. Mình ghét họ thì mình đau khổ. Cho nên mình phải thương. Tại sao phải thương? Tại mình thương là mình hạnh phúc. Mình hiểu là mình hạnh phúc. Chứ không phải mình hiểu và mình thương là mình người ta hạnh phúc, mà chính mình hạnh phúc. Và hiểu và thương đây là cái phương pháp để cho mình được hạnh phúc, được an lạc. Hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu càng sâu thương càng rộng, hiểu càng rộng thương càng sâu, nó tăng theo cấp số nhân, tăng lần lên. Hiểu sâu thì thương lớn. Thương lớn giống như là Đức Phật thương chúng sanh vậy. Mình là con của Phật mà, đi với Phật mà áo cà sa, cho nên mình là theo Phật. Tâm mình phải tâm Phật, thì là mình là cái người biết hiểu và thương. Hiểu càng sâu thương càng lớn đó. Mà thương hiểu sâu mà thương lớn thì mình hạnh phúc lớn. Mà hiểu và thương, hiểu thì thương, hiểu thì thương, hiểu thì thương. Rồi muốn thương được thì phải tu bốn cái tâm này: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái người phải tu tập cái tâm từ. Tu tập tâm từ tức là phải thương tất cả chúng sinh, như Đức Phật thương chúng sinh vậy. Như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian vậy. Thấy người nào cũng dễ thương, không có người nào dễ ghét. Mình có cái bệnh là thấy người này dễ ghét, người kia dễ ghét, người này dễ thương, người kia dễ thương. Nhưng bây giờ đổ lại, người nào cũng dễ thương đó. Còn mình cảm thấy không ổn với họ thì tránh họ ra, không cần tiếp xúc với họ. Để cái tâm, cho cái tâm mà ghét của mình nó đừng có. Mình đã ghét người đó rồi, mình cứ đối diện với người đó hoài, làm sao mình thương nổi. Rồi bỏ của chạy lấy người, hiểu không? Bỏ. À, mình thấy mình thích, không thích cái người đó, đừng có chạm mặt họ, đừng gần họ, đừng tiếp xúc với họ, thì mình tránh được cái tâm ghét. Cái cảnh nó có thì tâm mới có, cảnh nó không có tâm không có. Đó là tâm từ. Tâm bi là chúng sanh đang đau khổ mình thương họ, đó là tâm bi. Tâm hỷ là chúng sanh đang hạnh phúc mình cũng quan hỷ với họ. Và tâm xả là mình không có để ý gì cái gì trong tâm mình đó. Người ta khen mình cũng không cần để trong tâm. Người ta chê mình cũng không cần để trong tâm. Thì cái người này có cái tâm từ bi hỷ xả. Và cái người nào có tâm từ bi hỷ xả đó thì cái người đó hạnh phúc. Có cái tâm hạnh phúc. Chứ thương đây có nghĩa là từ bi hỷ xả đó. Cuối cùng, cái cách để mình hiểu và thương á, thì mình phải tu.
mà tu cái pháp gì thì thầy xin hướng dẫn cho quý vị một cái pháp môn tu mà nó rất cần hàng ngày gần gũi chúng ta, đó là chú ý vào hơi thở. Chú ý vào hơi thở. À, thầy xin hỏi nhỏ quý vị còn thở không? À, còn thở tức là còn tu được. Nghĩa là hơi thở là đề mục, là đối tượng để mình chú ý vào, mình quan sát, để ý. Mình thương ai đó thì mình để ý người đó. Mình thương cái hơi thở thì mình phải để ý hơi thở, hiểu và thương hơi thở. Cái ý cuối cùng của bài pháp này là gì? Hiểu và thương cái hơi thở của mình. Còn quý vị không hiểu thương hơi thở này á, thì quý vị sẽ mất cơ hội tu, mất cơ hội tu tập. Thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Đúng không? Mà còn thở được, còn tu được, vậy thôi. Thầy cũng xin báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật cũng do nhờ Ngài chú ý vào cái hơi thở. Chứ lúc đó Ngài đâu có niệm Phật đâu. Lúc đó Đức Phật Thích Ca đâu có niệm Phật, mà chú ý vào cái hơi thở mà thành Phật. Mình là con của Phật, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Like father, like son, like master, like student. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha mình chú ý vào hơi thở thành Phật, mình là con, mình cũng chú ý vào hơi thở để mình thành Phật. Hiểu và thương cái hơi thở. Cái ý cuối cùng trong bài pháp này là hiểu và thương cái hơi thở của mình. Hơi thở là cái mạng sống của mình. Mình thương đủ người hết mà bản thân mình không thương, chết rồi. Đúng không? Tức là cái ý cuối cùng của thầy là gì? Trở về thương chính mình. À, hiểu và thương chính mình. Hiểu mình là ai, hiểu rồi mình mới thương. Đọc cho thầy. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình phiền não tự chôn lấy mình. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình phiền não tự chôn lấy mình. Tức là cái người mà thương mình á, phải lo tu tập. Còn mình thương mình á, mà mình phiền não á, là mình chôn mình rồi, mình giết mình rồi. Nó không có phiền não. Nhớ, quý vị nhớ một điều mà hôm nay thầy muốn gửi đến quý vị là không để cho cái tâm phiền não nó khởi lên trong người của mình. Không để cho cái phiền não nó có mặt trong tâm của mình. Cái phiền não nó có mặt trong tâm của mình giống như cái ly nước mà nó có thuốc độc, thuốc trừ sâu vậy đó, thuốc chuột vậy đó. Phải để cho cái tâm từ bi hỷ xả nó có trong tâm của mình, giống như sữa ensure, cacao Ovaltine. À, hiểu thầy nói gì không? Ai cũng có tâm hết á. Ai cũng có tâm hết á. Tâm giống như cái nước vậy đó. Mà cái người này là bỏ thuốc độc vô uống, chết. Cái người kia bỏ sữa vô uống, khỏe. Cái gì bỏ gì vô đây? Bỏ thuốc độc hay bỏ sữa? Ensure. Bỏ sữa vô, bỏ cà phê vô, bỏ Ovaltine vô, bỏ cacao vô. Nếu mình bỏ cái tình thương vào, mình bỏ cái từ bi hỷ xả vào, bỏ chánh niệm trí tuệ vào, đó giống như bỏ sữa vào vậy. Còn bỏ cái sân si phiền não vào giống như bỏ thuốc độc vào vậy đó. Và ở đây tất cả mọi người đều có tâm, cũng như tất cả đều có nước, nhưng bỏ cái gì vào quan trọng là do mình quyết định. Ví dụ muốn bỏ cái gì vào, ví dụ muốn bỏ thuốc độc vào hay là bỏ sữa vào, thua mình hết. Cho nên mỗi ngày quý vị đừng có bỏ cái phiền não vào tâm. Tâm thì ai cũng có đó, nhưng mà đừng bỏ phiền não vào. Mà không muốn không bỏ phiền não vào thì phải hiểu và thương. Phải hiểu và thương. Hiểu mình và thương mình. Hiểu mình là gì? Mình có 60 năm cuộc đời à, đúng không? Hiểu mình đi. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau bệnh đau dồn dập, 20 năm cuối là ao. Hiểu không? Hiểu mình là vậy đó. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 2, 3.
20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau bệnh đau dồn dập, 20 năm cuối là ao. Ao, ao tức là chết á. Hiểu không? Mình hiểu mình như vậy đó chứ. Mình phải hiểu mình là vậy đó. Hiểu mới thương mình được. Hiểu mình là có 60 năm cuộc đời à. Mà 20 năm đầu á là lo mà đi học, lo không đi học thì lo đi làm. Rồi 20 năm kế đó là bệnh. Bệnh đau dồn dập. 20 năm cuối là chết. Đúng không? Là ao á, ao á, tiếng Anh là ao là chết á. Out of life, ra khỏi cuộc đời này. Đọc lại. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 2, 3. Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau bệnh đau dồn dập, 20 năm cuối là ao. Hay không? Hay á. Đó. Mình hiểu mình vậy đó chứ. Mình phải hiểu mình mới thương mình được. Còn mình tưởng mình khỏe hoài, mình tưởng mạnh hoài, mình không lo thương mình. Mà không lo thương mình là không lo tu. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình phiền não tự chôn lấy mình. Mình có 60 năm mà phiền não hết 59 năm rồi. Có 60 năm cuộc đời mà 59 năm toàn là khóc không à. Chỉ có một năm mà là nửa cười nửa khóc. Đúng không? Là mình tự mình giết mình rồi. Cho quý vị phải cười hoài thôi. Từ đây, bắt đầu từ hôm nay tới đi. Cười đi. Cười lên, cười lên thầy coi còn cái răng nào không? Cười coi. Đúng không? Phải cười. Người ta chửi mình cũng cười. Trả nghiệp. Kiếp trước mình chửi người ta, cái này ta chửi lại. Quê. Cười. Tôi xin chấp nhận tiếng chửi của bà. Tôi cười. Tôi vui bởi vì tôi trả được cái nghiệp. Đúng không? Cười là vậy đó. Cái nụ cười mà 10 tháng thuốc bổ mà. Đúng không? Có nhiều người không chịu cười. 12 giờ trưa đứng cười của mình. Có nhiều người nó khùng lắm, 12 giờ đêm đứng cười của mình. Có bà đó cuộc đời bà không bao giờ cười. Phát hiện ông chồng có con rơi 10 tuổi, bà điên lên 12 giờ đêm mà đứng cười ha 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 con mình bà. Đúng không? Bình thường chưa cười, mà khi mà bị sự cố mới cười. Chết. Hiểu là thương, hiểu mình là ai mới thương mình được. Còn không hiểu là không có thương. Không thương mình. Mình thương đủ người hết mà bản thân mình không thương là sao được? Mình phải thương mình chứ. Thì nhớ không? Thương chồng cả đời, thương vợ cả đời, thương con cả đời, còn bản thân mình không chịu thương. Đúng không? Xin thành kính phân ưu. Đúng không? Bây giờ quý vị phải thương quý vị chứ. Ngày nào mặc áo tràng vô cho thầy, đó là vì thương quý vị đó. Mặc áo tràng vô tự nhiên mình nhớ chuyện tu. Mà tu á thì tu là cội phúc, tình là giấy với oan. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Đúng không? Mình phải thương mình chứ. Đọc cho thầy. 50 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính. Muốn đi lúc nào đi. Hiểu gì không? 50 tính năm, 60 tính tháng, 70 tính ngày, 80 tính giờ, 90 tính giây, tính phút, 100 thì khỏi tính. Đúng chứ? Đúng ra là 60 tính năm. 60 tính năm. Ai 60 tuổi rồi? Ai 60 tuổi đưa tay thầy coi. Đưa tay cao lên. Rồi đọc cho thầy. Năm sau tôi sẽ chết. Đọc. Năm sau tôi sẽ chết. Ông bà mình nói vậy chứ phải thầy nói nha. 60 tính năm là năm sau tôi sẽ chết. Ai 70 tuổi đưa tay thầy coi. Rồi. Đọc theo là ai 70 tuổi đọc lớn lên. Tháng sau tôi chết. Hahaha.
ai 80 tuổi đọc theo thầy, ngày mai tôi chết. Ai 90 tuổi đọc theo thầy, lát nữa tôi chết. Đi đường gặp đám ma là hên hay xui? Hôm nay thầy nói chết chết là hên hay xui? Hên. Không có xui đâu sợ. Ai niệm sự chết người đó được sống lâu. Hồi nãy giờ mấy người mà không dám đọc là chết sớm đó. Đúng không? Đó. Đọc lên không sợ. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Mình hiểu mình là ai rồi mình sẽ sắp chết rồi thì mình mới tu được, mình mới thương mình được, hiểu mới thương được. Đọc cho thầy. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Ông chồng phản bội tôi sẽ chết. Cái bà vợ bé của chồng tôi sẽ chết. Đọc tới đó thì nó khỏe liền ha. Ai cũng chết hết. Nó khỏe liền. Đó, Phật pháp vi diệu chỗ đó đó. Phật pháp vi diệu là chỉ cần niệm sự chết thôi là quý vị được sống, được sống hạnh phúc, sống an lạc. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Đúng không? Kinh Phật Cú. Chỉ cần nghe một câu kinh mà hiểu được rồi. Hết giờ chưa quý vị? Đói bụng chưa? À. Con tôi, đọc theo. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Thương mình chứ, phải hiểu mình là ai. Lúc mình chết là ai lo cho mình? Thương mình, hiểu mình mới thương mình được chứ. Hiểu mình là ai rồi mới thương mình được. Còn không hiểu mình là ai, tưởng mình sống là sống hoài mình không hiểu mình là ai là mình không thương mình được. Mà hiểu mình là ai rồi, mình sống bao nhiêu năm mình sẽ chết, thì bây giờ mình mới thương mình, mới lo tu. À, đúng không? Đọc lại. Thương mình tu tập là khôn, thương mình phiền não tự chôn lấy mình, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Khi quý vị hiểu mình là ai rồi mà trước sau mình cũng phải bỏ rồi, bây giờ phải bỏ từ từ đi, bỏ từ từ thì mình mới bình an từ từ. Bỏ ít bình an ít, bỏ nhiều bình an nhiều, bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Bây giờ mình không bỏ, rượu mời không uống, uống rượu phạt là sao? Nghĩa là bây giờ mình, Đức Phật dạy phải từ bỏ. Bây giờ mình phải bỏ từ từ để mình tu. Còn nếu mình không từ bỏ thì mình khó tu dữ lắm. Mà tu thì mới an lạc, mới giải thoát được kiếp này kiếp sau, mà nhất là kiếp sau. Bây giờ cứ suy nghĩ rằng là mình chết đi, rồi sau khi chết mình đi đâu? Có suy nghĩ chuyện đó không? Đúng không? Phải suy nghĩ chứ. Nếu mình dính mắc cuộc đời này, mình dính mắc chồng vợ con cái nhà cửa tài sản, sự nghiệp danh vọng, chức vụ quyền hạn, mình chết đi đâu? Mình phải từ bỏ mình mới hạnh phúc an lạc được. Còn bây giờ mình không có tu thì mình phiền não, mình đau khổ. Mà phiền não đau khổ thì kiếp này đau khổ, kiếp sau đau khổ, vậy thôi. Kiếp này an lạc, kiếp sau an lạc. Đọc ra một câu nữa. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Đó,
Bây giờ quý vị cười thì cái sao mới cười được chứ. Còn bây giờ quý vị khóc cái sao làm sao cười nổi. Nhân nào quả nấy. Nghiệp đen kết quả đen. Nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Tức là nghiệp trắng thì kết quả trắng. Kiếp này quý vị vui, quý vị cười, quý vị hạnh phúc, kiếp sau mới hạnh phúc. Kiếp này quý vị đau khổ, quý vị khóc, kiếp sau đau khổ, khóc. Ý nghĩa là vậy đó. Phải hiểu mình, mới thương mình. Mà thương mình phải tu. Còn mình quý vị thương nhiều người quá, thương đủ thứ người hết, mà cuối cùng bản thân mình không thương, không lo tu, thì khổ dữ lắm. Đúng không? Có nhiều người thấy nó bất hạnh ở chỗ. Cả đời lo cho chồng, cả đời lo cho vợ, cả đời lo cho con. Rồi cuối cùng rồi chết. Mà chết trong sự uất ức vì gặp ông chồng phản bội, người vợ phản bội, đứa con bất hiếu. Mình lo, cả đời lo cho họ mà cuối cùng họ phản bội mình. Rồi chết trong tức tử như vậy, chết trong uất ức như vậy thì đọa thôi chứ không thể sanh lên làm người làm trời được. Cho nên là hiểu mình và thương mình. Hồi nãy giờ hiểu người ta, thương người ta. Bây giờ hiểu mình, thương mình. Thương mình để mình lo cái luân hồi của mình, cái nhân quả của mình, cái nghiệp báo của mình. Hiểu mình, thương mình. Hiểu người ta, thương người ta. Và hiểu mình, thương mình. Cho nên quý vị, cái sự có mặt của quý vị trong quá tu là một cái niềm hạnh phúc cho chính bản thân của mỗi người chúng ta. Chứ không phải là cho hạnh phúc của chùa này. Không phải. Mà mình là được hạnh phúc. Mình hiểu được mình là ai, mình mới lo tu. Mà lo tu thì mình được hạnh phúc. Mà một người làm tốt cả bọn được nhờ, một người làm xấu cả bọn mang nhơ. Nếu mình tu được thì chồng mình cũng hưởng, vợ mình cũng hưởng, con mình cũng hưởng, anh em mình cũng hưởng, bạn bè mình cũng hưởng. Đúng không? Mình tu được thì những người đó hưởng cái phước của mình đó. Ở trong nhà mà có người tu thì nhà đó là thiên đàng. Ở trong nhà mà không có người tu thì nhà đó địa ngục rồi. Mà nếu trong nhà của mình không tu thì mình không có cứu ai được hết á. Mà tu đây là tu cái thân, cái khẩu và cái ý. Tu đây là sự từ bỏ. Tu đây là niệm về cái hơi thở của mình. Nhìn cái hơi thở để biết rằng hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Đúng không? Mình phải có cái tầm nhìn xa trong rộng vậy mới được. Tức là cái tầm nhìn xa trong rộng là gì? Đó là mình nhìn xa một chút. 5 năm nữa, 10 năm nữa mình là ai? Mình hiểu mình là ai chứ? Mình còn đi chùa được không? Mình còn ngồi thiền được không? Mình còn tụng kinh được không? Mình còn nghe pháp được không? Mình hiểu mình là ai? Thì bây giờ mình phải cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Đó là bài pháp hôm nay. Có hai phần, đề tài là hiểu và thương. Thì thầy nói một cái phần thứ nhất là hiểu mọi người và thương mọi người. Hiểu cái nghiệp báo nhân quả của mọi người và thương mọi người. Và phần thứ hai là hiểu mình và thương mình. Hiểu mình là ai và thương mình phải lo tu. Đó là cái nội dung chính của bài pháp hôm nay. Thầy cũng xin cảm ơn quý vị đã góp phần công đức bằng cách là hát bài hát này. Và trước khi chấm dứt thì mời quý vị hát một lần chót, rồi chúng ta sẽ kết thúc.